bỏ anh ấy biển đi tươi. Lưu ý các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ xanh này. Đấy, lên cho em là ổ xanh hay là ổ điện xanh cũng được. Giá thì sẽ là 55k một chiếc. Đó, 55.000 cho một chiếc ổ điện như này. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây. Thì con này nó sẽ có công tắc luôn nhá. Có công tắc đóng ngắt và có đèn báo này. Đấy, tắt đi này các bạn này. Đấy, tắt đi. Thì một lúc đèn nó sẽ mất này. Đấy, tắt đi đèn mất này. Bật lên thì nó sẽ là đèn màu đỏ như này. Con này thì sẽ là ổ cắm kèm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm 3 ổ USB nhá. 6 ổ cắm 3 ổ USB. Giá thì chỉ có 55.000 thôi. Dây dài khoảng 1 mét, có công tắc đóng ngắt, có công tắc đóng ngắt. Điện của nó là sẽ là 10A và lên tới là 250V được, cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Hàng thì khá là chắc chắn. Và rất là nhiều các loại chân ổ cắm các thứ khác nhau luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sạc gầy, sạc béo nhá. Đấy thì sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Đầu tiên thì em lên cho bác cái sạc béo này. Con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là cả đèn báo luôn nhá, cả đèn báo luôn. Đấy, khi các bác cắm điện vào thì ở đầu này sẽ có đèn báo này, thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đó, có đèn báo đây. Bác thấy không? Đây đèn báo rất là sáng luôn nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình cắm sạc của Samsung, Oppo hoặc là iPhone đều được hết nhá. Đấy, nó sử dụng là 3 chân liền, cho nên là các bác dùng thoải mái. Và con này của nó thì gọi là nó là một cái dòng cao su và rất là cứng cáp luôn, rất là dày dẫn nhá. Đấy, rất là dày dẫn to và dây thì của nó rất chắc chắn và dây siêu mềm luôn, dây siêu mềm. Thì các bác dùng rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 50k cho một con sạc béo như này nhá. Có lên theo là sạc béo này. Dây dài khoảng từ 80 đến 1 mét nhá, từ 80 cm đến 1 mét. Giá của nó sẽ là 50k cho một con sạc béo như này. Con này thì các bác lên mã giúp em là sạc béo, giá sẽ là 50.000. Đó. Sạc béo này. Giá sẽ là 50k. Tiếp tục thì bên shop về cho các bác cái mã sạc gầy nhá. Con này thì nó sẽ là dây dù cũng có 3 đầu như vậy, có 3 đầu như vậy và nó sẽ là thuộc dạng dây dù. Đấy, dây dù và chống rối rất là tốt luôn nhá, dây dù chống rối. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái sạc gầy như này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, con này là sạc béo này 50.000 này, con này là sạc gầy này 30k. Chiều dài của nó thì cũng tương đương nhau thôi. Đấy, cũng tương đương nhau được các bác nhá. Đó. Chiều dài thì đều là tương đương nhau. Hai cái dài bằng nhau từ khoảng từ 80 đến 1 mét nhá. Từ 80 đến 1 mét, hàng về theo lô. Lên cho em là sạc gầy nhá. Con này thì các bác lên cho em là sạc gầy. Giá của nó sẽ là sạc gầy, giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k cho một em sạc gầy như này, 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên kẹo chuột nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy một túi như này. Đấy, sẽ rất là nhiều các cái dòng viên như này và khi mà con chuột nó ăn vào thì nó sẽ giữ cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá. Đấy, viên màu hồng rất là thu hút chuột luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn quốc luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột này. Kẹo chuột giá của nó sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan. Và một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn là chết cả đàn luôn, rất tiện ích. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái con dao một cân nhá. Các bác lên cho em là dao một cân. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Murato made in Japan con này. Đấy, Murato made in Japan này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác có thể dùng để mình chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá, chặt thực phẩm thức ăn đều được hết nhá. Lên cho em là dao chặt một cân. Đây, cán của nó này, đấy, cả con dao thép liền như này và có ốp 3 đinh thép này, đấy, cán gỗ ốp 3 đinh thép, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ chắc chắn luôn. Và thép của nó là thép không dỉ nhá, đánh nhám chống dính này. Đấy, thép không dỉ đánh nhám chống dính. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 kg này, giá sẽ là 230k. 230k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Lên mã giúp cho là đèn học chống cận. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con đèn học chống cận này thôi. Con này thì nó sẽ có cả cái phần hộp bút ở đây luôn này. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái này vào đây này. Đấy, lắp cái này vào đây thì nó sẽ là cái hộp bút cho các bác này. Đấy, lắp xong đẩy xuống như này nó sẽ là một cái hộp bút rất là đẹp và có thể điều chỉnh này. Và đây thì nó sẽ có cái cảm biến nhá. Và đèn rất là sáng luôn. Đấy. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là 10W này. Đấy. 10W này các bác nhá. Đó 10W. Đây. Đấy, 10W. Đây và rất là sáng luôn các bác nhá. Có sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính nhá. Đó.
lên cho em là đèn học chống cận nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả khay đựng bút luôn. Đấy, và có pin sạc nhá. À, có kèm dây sạc nhá. Về nhà mà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn học chống cận như này, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn học này. Đó. Đèn học giá của nó sẽ là 100k trong con đèn học như này. 100.000 thôi các bác nhá. Chỉ có 100.000 trong con đèn học này thôi. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá. Các bác lên cho em là máy vắt cam. Con này thì rất là tiện để các bác dùng để mình chuyên để vắt cam các bác. Đấy, chuyên để vắt cam. Thì ở đây nó sẽ là một con máy như này các bác này. Đấy. Thì em cũng có rất là nhiều các cái video đã giới thiệu cũng như là test vắt thử cho các bác xem rồi. Rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Công suất của nó sẽ là đây, 220 đến 240V 50Hz nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng cũng xuất đi rất là nhiều nước nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp vào điện 220 các bác nhá. Và rất là tiện dụng luôn. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần nhấp này thôi. Đấy, nhấp này nó sẽ xoay này. Đấy. Đấy, có thấy không? Đây. Nhấp này nó sẽ xoay là nó sẽ vắt quả cam các bác nhá. Đấy, và nó có chế độ đảo chiều luôn, có chế độ đảo chiều luôn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một con máy vắt cam như này. Giá chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 190.000 cho một con máy vắt cam rất là hiện đại như này các bác nhá. Đấy. 190k thôi các bạn, rất rất hiện đại và hữu ích khi mà các bác sử dụng để mình vắt nước cam, mình sử dụng lấy nước uống rất là tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá sẽ là 190k. Đó. Máy vắt cam cầm cho anh kia vắt bằng tay đây. Máy vắt cam này, giá của nó sẽ là 190k cho con máy vắt cam như này nhá. 190.000. Cầm những cái vắt bằng tay. 190k nhá. 190k cho một con máy vắt cam như này. Ngoài ra thì bên shop có cái vắt bằng tay này. Đấy. Thì nếu các bác không thích dùng máy nó phức tạp thì dùng bằng tay này chứ em. Nó cũng rất là tiện ích. Các bác dùng bằng tay thì con này giá của nó sẽ là 50.000. Hàng bằng inox 304. Các bác chỉ cần là đưa vào là mình vắt bằng tay này thôi. Và ở đây thì nó sẽ chắt ra nước và các bác nó sẽ lọc bã trên này và nước thì chắt xuống đây và các bác đổ ra cốc mình uống hoặc các bác có thể uống trực tiếp được luôn. Lên mã giúp cho em đó là vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay. Giá thì sẽ là 50k cho con vắt cam bằng tay như này. Đấy, cũng rất là tiện ích luôn, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Vắt cam bằng tay này. Vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k nhá, 50k cho con vắt cam bằng tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Các bác lên cho em là robot hút bụi, con này thì rất là tiện ích luôn. Đấy. Nó sẽ là một con robot như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Đấy. Đây nhá, em tháo ra là bên trong là sạch sẽ trắng tinh luôn nhá, sạch sẽ trắng tinh, không có một hạt bụi nào luôn. Đó. Bây giờ em sẽ chạy thử cho các bác xem nhá, chạy thử cho các bác xem. Thì về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này và tháo cái chân điều hướng này ra. Sau đó thì mình cho chạy thử luôn. Đây, em cho chạy luôn các bác nhá. Đấy. Máy đã chạy các bác này. Đấy. Các bác xem nó đã hút bụi cho các bác xem nhá. Đó, chỉ cần là 30 giây thôi là nó sẽ hút đầy bụi vào đâu. Đó. Đấy, rồi ok nhá, em dừng luôn nhá. Dừng luôn cho các bác xem luôn. Đấy, chưa đến 30 giây nhá, nó chỉ tầm khoảng là 15 17 giây thôi. Đấy, đây các bác này, đây, mở ra cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, khi em đưa cho các bác xem là trắng tinh 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 nhá. Và mở ra này. Đấy, mới có một tí thôi mà nó đã hút đầy bụi như này rồi các bác này. Đấy, các bác thấy không? Sợ chưa? Tức là trong những cái nền nhà mình là rất là nhiều các cái dòng bụi mịn nhá, bụi mịn. Đó thì con này các bác dùng để hút bụi rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con máy hút bụi như này thôi. Giá cực kỳ sốc cho các bác luôn nhá. Giá rất sốc cho các bác luôn. Đó. Và có kèm cho các bác là dây sạc này và một số các phụ kiện để các bác sử dụng thêm nữa. Nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 120k cho một con robot hút bụi như này thôi. Rất tiện nhá. 120.000 một con. Các bác có thể mua về để mình sử dụng lau hút bụi ở trong nhà cũng như là để trải nghiệm rất là ok. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nhá. Đấy. Robot hút bụi giá sẽ là robot này. Robot. Robot hút bụi giá sẽ là, lên cho em là robot lau nhà đi cho nó khỏi nhầm với lại cái máy hút bụi. Robot lau nhà nhá. Đấy. Các bác lên cho em là robot lau nhà nhá. Robot lau nhà. Lau nhà giá của nó sẽ là 120k một em nhá. 120.000 cho một em như này thôi. Đấy, rồi ok. Cảm ơn đi.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật. Còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là... À, nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu. Lên cho em là nồi Cúc Cu nhá. Nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó. Con nồi của Sáp đây. Có
bác lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi cúc cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Các bác lên cho em là bộ thìa Đức. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Thìa hàng của Đức cực kỳ là dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn nhá. Con này thì dùng thì cực kỳ là sạch đẹp. Hàng của thương hiệu Winling của Đức cực kỳ dày dặn chắc chắn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái hộp thìa Đức như này, giá của nó sẽ là 50 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thìa Đức nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đó. Thìa Đức này, giá của nó sẽ là 60k. 60k cho 5 chiếc. Đấy, 60k cho 5 chiếc tức là các bác mua vào chỉ có hơn 10.000 cho một chiếc thìa như này thôi. Hàng của thương hiệu Winling của Đức, inox sáng bóng 304 đẹp, bền bỉ chắc chắn. Đấy, khuôn sinh vừa với cái tay sử dụng của người Việt Nam mình nhá. Đấy, lên cho em là thìa Đức, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox thì một bộ này lấy cho anh cả cái vỉ đũa Nhật, đũa Hàn này. Thì nó sẽ là một cái dòng đũa inox nhá. Đũa inox, hàng này của nó sẽ là inox 304 nhá. Inox 304. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi, giá sẽ là 55.000. Đây, su 304 này. Hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Cực kỳ sáng bóng đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Có cả 10 màu luôn. Đấy, su 304 của Đức nhá, một cái thôi, không cần đâu. Đấy, su 304 của Đức đây. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vỉ này của nó thì bao gồm là 5 đôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k. Các bác lên cho em là hộp. Lên cho em là hộp hộp đũa. Hộp đũa inox nhá, hộp đũa inox. Đấy, hộp đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp này. 50k, 55k trên hộp 5 đôi. Đó, 55k trên hộp 5 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa của Nhật này. Đũa của Nhật thì bên shop có 2 mẫu. Một là đũa của Nhật thường, hai là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu đều là hàng của Nhật hết. Thì đầu tiên là các bác lên cho em là đũa Nhật này, lên cho em là đũa Nhật. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các nhá, chống nấm mốc. Giá thì sẽ là 40k trên một vỉ như này nhá. 40k trên một vỉ đũa Nhật như này, 10 đôi. Đó, 40.000. Đấy, đây, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, chống nấm mốc các thứ này. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% này. Giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ đũa Nhật như này nhá. Đấy, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đũa Nhật 7 màu đây. Đũa mật 7 màu. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn một chút nhá. Cao cấp hơn một chút và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác luôn. Lên cho em là đũa Nhật 7 màu như này. Đó, cũng được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đó, và dòng này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, có hoa văn trang trí đẹp hơn và cao cấp hơn. Con này thì một vỉ này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop cũng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 5 đôi. Hàng cũng là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 50k, 50k trên một vỉ 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi. 50k trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi nhá, 10 đôi. Hàng thì nó sẽ là cũng là được làm từ sợi thủy tinh hết nhá. Sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chống nấm mốc, chịu được nhiệt độ cao. Và con này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy, đầu này nó sẽ có mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, rất đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc, 35.000 một vỉ 10 đôi thôi. Đấy, giá thì rất là ưu ái cho các bác luôn. Giá rất tốt các bác nhá. Đấy, đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35.000 cho một vỉ 10 đôi thôi. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy, đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35k trên một hộp như này và 10 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái
khăn khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc. Thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái khăn như này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài là 1m4 và chiều rộng là 70. Đấy, bắt đầu vào mùa đông rồi. Đấy, tắm giặt xong thì nó rất là lạnh thì các bác dùng khăn để mình lau khô, vệ sinh khô người luôn. Đấy. Và hàng cực kỳ là dày dẫn. Đấy. Chất liệu của nó là sợi bông mềm mịn. Đấy, và giá thì sẽ là một cái khăn tắm như này, mỗi khăn tắm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 40k cho mấy con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40.000. Kích thước của nó thì sẽ là 70 x 1m4. Đấy. Khăn tắm Hàn Quốc này 40k trên một chiếc nhá. Kích thước của nó là 70cm nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Đó, giá rất hợp lý, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Để các bác lên xem là đèn bão. Thì nó sẽ là một con đèn có kèm cho các bác cả một dây cáp sạc, cắm sạc trực tiếp luôn. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ là một cái con đèn như này. Đấy, và các bác có thể dùng để mình trực tiếp này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng. Ở đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có báo pin các bác này. Đấy. Khi mà nó sạc thì đèn nó sẽ có ánh sáng đỏ như này. Đấy, đỏ này. Đấy, che đi thì nó sẽ tối này. Bỏ ra nó đỏ này. Đấy, và ở đây có quạt mát cho các bác luôn nhá. Gió rất mạnh các bạn, gió rất mạnh luôn. Quạt thì rất là mát các bác nhá, quạt rất là mát nhá. Có kèm cho các bác cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão, giá sẽ là 100.000 cho một con đèn bão như này thôi. Giá chỉ có 100 cành thôi các bác nhá. 100 cành cho một em đèn bão như này. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đề phòng khi mất điện, hoặc ở nhà có trẻ nhỏ thì dùng để làm quạt khi mà mất điện cho các em nó rất là tiện, hoặc đề phòng mưa gió bão bùng. Đó, lên cho em là đèn bão nhá. Đó. Đèn bão, giá sẽ là 100k một em. 100k cho em đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. Các bác lên cho em là xịt xoang mũi. Đấy, xịt xoang mũi con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt. Ví dụ như là các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng này, kích ứng mũi này, rồi là liên quan đến các cái bệnh về mũi. Đấy, đường hô hấp thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Hàng thì hàng của Nhật cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ dùng cho một liệu trình là từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi luôn các bác này. Đấy. Thì khi xịt ra nó sẽ là dạng xương như này, rất là tốt các bác này. Đấy. Các bác xịt trực tiếp vào cái xoang mũi nhà mình rất là ok luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Đó. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k trên một chai nhá. 45.000 trên một chai xịt xoang mũi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì chuyên để đo huyết áp này. Đo huyết áp các bác nhá. Đấy. Máy đo huyết áp, con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em nhá. Nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Sử dụng pin con thỏ nhỏ thì các bác lắp pin vào cho em là xong. Đó, đây, lắp pin vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Bác nào mà chuyên bị cao huyết áp này rồi nói chung là huyết áp không ổn định thì các bác dùng cái máy này cho em để mình đo, để mình xác định được cái huyết áp của mình, để mình cân đối nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 260.000 trong con máy đo huyết áp như này thôi. Đấy. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng hoặc ra hiệu thuốc mà mua một con đúng phiên bản như này thì giá người ta bán cho các bác chỉ tầm khoảng 400-500.000. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 260k và bao ship cho bác luôn, lên trên là máy đo huyết áp rồi, ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại Hà Nam ơi, đến mẹ anh thèm. Đi đâu về nơi đâu Hà Nam đó, nặng tình người ơi Hà Nam hôm nay. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhá. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhá, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài. Con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món, hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đó, design in Germany này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các bác nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức
6 món nhé, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhé. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhé. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhé. 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhé. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé, tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lấy cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế năng lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy, chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quai vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây, dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá. 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá. Tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì
dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vuông hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển đến nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác, các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ xem và mua đơn hàng đủ từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác có thể nhận hàng, kiểm tra thanh toán hàng của thương hiệu Takasio, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Ngoài ra thì về nhà các bác có thể cắm cái chân USB hoặc là máy tính này. Và nó sẽ có 3 đường sạc ra này. Một đầu Type C, một đầu Samsung và một đầu cho iPhone này. Đây, đấy, chân Type C này. Cắm vào cái là có luôn các nhá. Đấy, báo sạc cho các bác luôn. Đây. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 260.000 cho một con sạc dự phòng A như này. Lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá sẽ là 260k. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh, công suất của nó là 10W nhá. Đó. Và đây là các cái thông số của nó này. Đó. Giá thì con này có báo pin luôn và nó sẽ có cả một con đèn pin đây. Có là cả một cái đèn pha như này. Đấy, các bác có thể dùng cái đèn pha như này rất là sáng các bác này. Đó, đây. Cần tắt bật ở đây các bác nhá. Hoặc các bác có thể dùng dây mình cắm trực tiếp vào những cái phần này rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A. Giá sẽ là 260k. Đó. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Sạc dự phòng này. Sạc dự phòng A. Giá sẽ là 260k nhé. 260.000 cho con sạc dự phòng A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sạc của thương hiệu Samsung nhé. Hàng của thương hiệu Samsung. Đây. Đấy, Samsung các bác này. Đó. Và con này thì giá của nó cũng rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Con này dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh nhé. 10.000 mAh. Đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhé. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung các bác. Hàng của thương hiệu Samsung. Con này thì công suất của nó sẽ là 10.000 mAh nhé. Hàng của thương hiệu Samsung này. Đấy, 10.000 mAh. Con này thì nó sẽ chỉ có cho các bác kèm một cái cáp sạc thôi. Kèm một cái cáp sạc. Các bạn về thì các bác có thể cắm cái cáp sạc này để các bác cắm sạc vào. Còn sạc ra thì các bác có thể sử dụng các cái chân đầu sạc ra của mình. Nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con sạc dự phòng của Samsung như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là sạc dự phòng của Samsung. Con này thì dung lượng pin của nó là 10.000 mAh. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cầm nặng chỉ trịch nhá. Rất chất lượng các bạn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, đầu nguồn của nó đây các bác nhá. Đấy, phím nguồn này. Có báo pin mới cho các bác đầy đủ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ là pin báo pin các bác này. Đấy, báo pin. Đầy áp 4 viên pin cho các bác luôn nhá. Đó thì về nhà các bác có thể sử dụng trực tiếp. Rất là tiện ích và giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Một con sạc dự phòng của Samsung như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180k cho em sạc dự phòng của Samsung này. Các bác lên cho em là sạc dự phòng Samsung nhá. Đấy. Lên cho em là sạc dự phòng Samsung. Đó. Sạc dự phòng Samsung nhá. Sạc dự phòng này. Đấy, sạc dự phòng Samsung nhá. Đó. Samsung này, đó. Samsung giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho em sạc dự phòng Samsung này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ngân hàng nhá, sạc ngân hàng. Con này của nó thì nó cũng là hàng của Nhật và dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh à 20.000 mAh nhá. 20.000 mAh. Cũng có đèn báo này, có báo pin và có đèn sáng các bác này. Đấy, có báo pin, có đèn sáng luôn, rất là tiện. Và cũng có cho các bác là giống như con sạc dự phòng A. Cũng có 3 cổng này, 3 cổng sạc ra này.
và một cái chân như này để sạc vào này. Con này thì rất là tiện luôn, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm rất là tiện, và cắm trực tiếp vào điện thoại luôn, không cần phải dây dợ lằng ngoằng nữa, rất tiện ích cho các bác luôn. Có đèn pin để chiếu sáng này, các bác có thể đi ngoài trời này, đi ban đêm này, rất tiện. Lên mã giúp cho em đó là sạc ngân hàng nhé, sạc ngân hàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con sạc ngân hàng này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là sạc ngân hàng nhé, giá của nó sẽ là 170.000 cho một con sạc ngân hàng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là sạc ngân hàng, giá sẽ là 170k. Con này đang bán 200, thanh lý nốt cho các bác, giá còn 170.000 nhé. Đó, sạc ngân hàng này, sạc ngân hàng, giá của nó sẽ là 170k nhé, 170k cho con sạc ngân hàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhé. Các bác lên cho em đồng hồ nhiệt kế, con này thì có kèm pin cho các bác luôn, và nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình xem giờ này, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm, rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy. Về nhà thì nó sẽ có cho các bác một cái lớp màng bảo vệ cái màn hình ở đằng trước, thì các bác bóc qua cho em nhé. Bóc cái màng này ra cho em. Đó. Thì khi các bác muốn cài đặt giờ thì lưu ý các bác là các bác cứ 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em. Đây. Đấy, 12 giờ trưa các bác này. Nhiệt độ là 29,5 độ C và độ ẩm là 85%. Đó, và có cái lẫy như này, các bác dùng nó rất là tiện. Thì lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Thì có kèm sẵn pin cho các bác rồi, về nhà các bác dùng hết thì mình thay pin. Đó, và có chân để bàn như này thì các bác có thể để bàn rất là tiện này. Mặt của nó là mặt số điện tử, sáng bóng đẹp, dễ nhìn. Đấy, số to. Đồng hồ của nó là 10, các bác cứ lắp vào cho em 12 giờ trưa là nó sẽ nảy 12 giờ. Thì các bác không phải mất công cài đặt giờ giấc nữa, cứ 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em là y như rằng là nó sẽ báo 12 giờ. Đấy, và như thế là nó chạy thôi. Rất là tiện nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. Các bác lên cho là đồng hồ nhiệt kế này, đó đồng hồ nhiệt kế, giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhá. 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này, có sẵn pin cho các bác luôn. Đấy, 12 giờ 1 phút này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái con đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ LED. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đồng hồ cũng khá là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Thì con này về nhà các bác có thể cắm trực tiếp như này, hoặc là sử dụng pin con thỏ nhỏ nhá, hoặc cắm trực tiếp, nó sẽ có dây kèm dây như này. Về nhà các bác cắm vào cái ổ cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, nó rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho một con đồng hồ LED để bàn như này. Đấy, đồng hồ LED để bàn rất là đẹp luôn. Khi bật lên thì nó sẽ có cho các bác là cập nhật nhiệt độ này, rồi có báo giờ như này, rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED, giá của nó sẽ là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000 nhá. Đồng hồ LED này, giá sẽ là 140k cho một con đồng hồ LED như này, 140 cành các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nhang chầm đốt nhá. Lên mã giúp cho em là nhang chầm đốt. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng nhang được sản xuất từ chầm gỗ tự nhiên nhá, gỗ chầm tự nhiên. Đấy, nó sẽ rất là thơm luôn. Dòng này của nó thì phải nói là siêu thơm luôn nhá, siêu thơm luôn. Đó, rất thơm các bác nhá, rất thơm luôn. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang chầm như này. Nhang chầm như này các bác này. Đấy. Rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, rất là thơm các bạn. Ở đây thì nó sẽ là một vòng này của nó thì các bác có thể thắp liên tục từ 2 đến 4 tiếng tùy theo cái khu vực nào mà ít gió, càng ít gió thì nó sẽ cháy rất là chậm luôn. Và mùi hương thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, được chiết xuất từ chầm gỗ tự nhiên, rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một hộp nhang chầm đốt như này. Lên mã giúp cho em đó là nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k một hộp, bao gồm 100 vòng luôn. Nhang chầm đốt này, nó rất rẻ các bạn, nhang chầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp nhang chầm đốt các bạn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác dùng để mình sử dụng để mình đấu vào áp quy 12V nhá. Các bác có thể đấu trực tiếp vào áp quy 12V. Thì khi đấu thì các bác lưu ý cho em là cái phần dương này là phần tròn và phần âm là bên ngoài nhé. Đấy, thì âm là cái phần cong bên ngoài, còn dương là cái phần đầu tròn như này. Hoặc các bác có thể cắm trực tiếp vào tẩu ô tô để mình sử dụng nhé. Cắm trực tiếp vào tẩu ô tô cho em để mình sử dụng. Có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ được luôn. Đấy, để điều chỉnh này, làm quạt mát này. Và các bác có thể dùng để trực tiếp trên ô tô này, hoặc là cắm vào, đấu vào trong cái áp quy 12V để mình sử dụng. Nó cũng rất là tiện. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô nhé, quạt ô tô, đó, quạt ô tô, giá sẽ là 130k cho một con quạt ô tô như này nhé, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ê tô kẹp nhé. Đấy, lên mã giúp cho em là ê tô kẹp.
Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con Eto kẹp như này thôi. Đó. 180k thôi nhá. Nó sẽ là một con Eto như này. Dòng này thì rất là tiện ích để cho các bác có thể sử dụng để mình làm đồ kim khí này, làm nghề làm thợ hoặc là sửa chữa đồ kim khí. Cái này phần này để kẹp này. Đấy. Và cái phần này để các bác kẹp nguyên vật liệu vào đây. Đấy, kẹp nguyên vật liệu vào đây rất là tiện các bác này. Kẹp nguyên vật liệu vào đây rất là tiện các bác. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái Eto kẹp rất là dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá. Đấy, bằng thép cứng. Các bác có thể dùng để mình kẹp này, gõ gạc các thứ thoải mái cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một con Eto kẹp như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 cho con Eto kẹp này thôi nhá. 180k, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là Eto kẹp, giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, lên cho em là Eto kẹp này, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp nhá. Đấy, Eto kẹp. Giá của nó sẽ là 180k cho con Eto kẹp như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đấy là sẽ là một con đồng hồ như này. Dây của nó thì sẽ là bằng dây cao su và có một cái đốc sạc như này nhá. Một cái đốc sạc này về nhà các bác đặt vào cái đốc sạc này mà cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, và đây nó sẽ có cho các bác là cái dây như này. Về nhà các bác lắp dây thì rất là đơn giản thôi. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em là xong này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất là ngon lành, cành đào luôn. Đó, lắp dây thì các bác lắp vào cái đầu này cho em. Nó sẽ là một con đồng hồ rất là ngon và nó thân của nó đều bằng hợp kim hết nhá, và nó là dòng đồng hồ điện tử. Con này thì bên em gửi đến cho các bác là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Hàng gửi đến tay các bác là 100% là hết pin hết nhá. Về nhà thì các bác nhận hàng thì các bác sạc pin vào cho em. Đây, đeo vào thì rất là đẹp luôn các bác này. Rất vừa và quân sinh luôn, nam nữ trai gái đều đeo được hết nhá. Và con này của nó thì nó có rất là nhiều tính năng các bác nhá. Đấy, có tính năng là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nghe nhạc, rồi đo bước chạy, nói chung là đa di năng hết này. Đây em sẽ đo nhịp tim cho bác xem nhá. Rất nhiều chức năng luôn này. Cài đặt này, nghe nhạc này, rồi nói chung là rất là nhiều chức năng cho một con đồng hồ như này. Đấy, và nó bằng cảm ứng, dùng rất là thích nhá. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là đi 170.000 cho một con đồng hồ T8 này thôi. Đây em sẽ đo nhịp tim cho các bác xem nhé. Có đo nhịp tim, đo huyết áp, có máy tính cộng trừ nhân chia, đo bước chạy đầy đủ cho bác luôn. Đây em sẽ đo nhịp tim cho các bác xem này. Rất tiện mà, dùng con này thì rất là sướng. Đó, các bác có thể dùng thoải mái luôn. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp, đo bước chạy rồi đây. Đấy, nhịp tim của em là 75 các bác này. 75 đây, 75 BPM các bác này. Đó, rồi cái đồng hồ này thì nó cũng có khá là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau nhá. Đấy, có khá là nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Thì các bác có thể để hiệu ứng giờ như này. Đấy, có thấy không? Đấy nhá, 1 này. Đấy, 2 này. Đấy, 3 này. Đấy, 4 này. Đấy, 5 này. Đấy, 6 này. Đấy. Và các bác có thể cài đặt theo cái kiểu là mình cài đặt cả hình ảnh vào đây được luôn, hình nền của mình vào đây được luôn. Rất là đẹp, tiện ích. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8, giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đồng hồ T8 nhá, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con đồng hồ kèm la bàn như này. Một con đồng hồ cực kỳ tiện ích và kèm cho các bác một cái la bàn như này các bác này. Đấy, kèm một cái la bàn như này. Đấy, con này thì thứ nhất là đồng hồ này, thứ hai là có la bàn này. Có la bàn này, thứ ba là có khui bia này, thứ tư là có móc khóa này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho một con đồng hồ la bàn như này, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, thứ nhất đồng hồ, thứ hai là la bàn này, thứ ba là móc khóa này. Đấy, thứ năm là khui bia này. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Và thứ năm là bật lửa này. Bật lửa thì các bác dùng này cho em để bật lửa này. Đấy. Thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Cái này nó chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. 5 chức năng trong con đồng hồ như này. Đấy, có cả kèm cho các bác dây đeo này luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn, giá sẽ là 130.000. Đồng hồ la bàn nhá. Giá sẽ là 130k. Và về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga. Đó. Về nhà các bác tự đi bơm ga vào cho em nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. Vừa làm đồng hồ vừa la bàn, rồi các bác về tự bơm ga vào cho em, sử dụng rất là tiện ích luôn. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem cân nhắc, đơn hàng đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đó.
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái led kim cương nhá. Đấy, led kim cương thì bên shop có hai mẫu, một là màu vàng, hai là 7 màu. Đó thì các bác lên cho em là led kim cương. Đấy thì con này nó sẽ là màu vàng này các bác này, màu vàng. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét nhá. Hàng về theo lô cho nên là các bác cũng thông cảm. Bỏ cái biển. Hàng về theo lô cho nên là nó sẽ có cho các bác là tùy theo cái hàng về các bác nhá. Con này nó sẽ có một cái cục nguồn điều khiển ở đây này. Đấy các bác có thể điều khiển này, nháy nhanh, nháy chậm hoặc là nháy theo giải này. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét. Đấy, từ 30 đến 50 mét nó không chính xác là bao nhiêu nhưng mà thấp nhất là các bác sẽ có là 30 mét các bác nhá. Thấp nhất là 30 mét. Đó, đây các bác này. Đó, nháy đảo màu này. Đấy, nhanh chậm này. Ngoài màu vàng thì nó sẽ có cho các bác là 7 màu. Đây, con này nó sẽ là hàng 7 màu này. Đó, cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác muốn lấy màu vàng thì lấy, mà lấy 7 màu thì lấy các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nháy như này các bác này. Rất tuyệt vời các bạn. Đó. Và của nó thì nó sẽ là cái hình viên kim cương như này nhá, hình viên kim cương như này. Đó. Thì bên shop lên nó sẽ là led kim cương thì có hai màu. Hai màu, một là 7 màu, hai là nguyên màu vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy thì giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Chỉ có cho các bác là một cái bộ led như này, chiều dài từ 30 đến 50 mét và giá sẽ là 80k. Lên cho em là led kim cương nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là led kim cương. Led kim cương giá sẽ là 80k. Led kim cương nhá. Đấy, led kim cương 80k cho một cuộn. Giá thì nó sẽ bao gồm cho là một là led vàng, hai là led 7 màu nhá. Hai led 7 màu. Đó, thì đều là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Qua lên cho em là mũi khoan đỏ. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một cái hộp như này, bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. Mũi nhỏ nhất của nó thì sẽ là từ 4 đến 12. To thì nó sẽ là 4 đến 20 và to nhất thì sẽ là từ 4 đến 32 nhé. Từ 4 đến 32. Và nó sẽ có cho các bác là 3 mũi tazogen đấy nhé. 3 mũi vừa khoan vừa tazogen được luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ này. Đó. Hộp mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy, lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Thì đây nó sẽ là một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu nhá. 5 mũi khoan tháp, một cây lấy dấu. Kích thước của nó nhỏ nhất sẽ là từ 4 đến 12 này, 4-20 rồi 6-20, nói chung là đầy đủ như này. Tất cả của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và có kèm cho các bác một cái cây lấy dấu như này, kèm một cây lấy dấu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Con này của nó thì khi mà các bác, đấy các bác dập này là nó sẽ ra dấu này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần nhấn này là sẽ ra dấu này. Đó. Và con lấy dấu này thì bên em có bán rời nhá. Bán rời thì giá của nó sẽ là 40k cho một cây lấy dấu như này nhá. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Còn cái bộ mũi khoan tháp này thì các bác lên cho em là hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp nhôm. Hộp mũi khoan tháp nhôm giá của nó sẽ là 180.000. Đó. Hộp mũi khoan tháp nhôm này. Hộp mũi khoan tháp này, đó. Hộp mũi khoan tháp nhôm nhá. Khoan tháp, hộp này đựng trong một hộp nhôm nên em gọi là hộp mũi khoan tháp nhôm. Giá sẽ là 180k nhá, 180k. Hàng của thương hiệu Unica Japan các bác này. Đấy, đây. Unica Japan, giá sẽ là 180k trong hộp như này. Ngoài ra thì bên shop có bán lẻ cái cây lấy dấu này đây. Đấy, cây lấy dấu này bán lẻ bên ngoài thì giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá. 40.000 một cây. Đây các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần dập này là nó sẽ có dấu này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện các bác nhá. Để các bác lấy dấu để mình đo mực thước rồi mình sử dụng rất là tiện. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đa năng này. Hộp 5 mũi khoan đa năng 1 2 3 4 5. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, nó sẽ có cho các bác là một hộp này là 5 mũi, 5 mũi. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho một hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, hộp 5 mũi khoan đa năng. Giá sẽ là 110k. Đấy, nó sẽ là hình mũi khế như này và khoan được hết tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng, giá của nó sẽ là 5 mũi đa năng đen này. Đó, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k. Đó, hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp dắt dao đũa nhá. Đấy,
hộp dao đũa. Các bạn lên cho em là hộp dao đũa. Một cái hộp dao đũa như này thì giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ mình nhỉ? 160.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là dắt được cả dao cả đũa luôn. Nó rất là tiện ích các bạn. Đấy thì về nhà các bác sử dụng nó cũng rất là tiện. Đây. Bên ngoài của nó thì bằng inox, bên trong thì bằng nhựa nhá. Đấy, bên ngoài inox, bên trong bằng nhựa. Đây, đúng như trên hình như này luôn. Các bác có thể dùng để mình dắt được là 4 con dao, một cái kéo và một cái liếc này. 1 2 3 4 con dao này, một kéo, một liếc này và cái hộp này để đựng đũa này. Thì các bác có thể để trên bàn bếp này hoặc là để trên bàn ăn, nó cũng rất là tiện. Đấy thì có cái phần này để các bác đựng nước ở đây rồi, đựng nước ở đây nhá. Đó thì các bác có thể tháo ra để mình đổ nước ra, nó rất là tiện luôn. Đấy, bên ngoài thì bằng inox, bên trong thì bằng nhựa nguyên sinh, rất là dày, rất chắc chắn. Chiều cao của nó là 20, chiều rộng là 20 nhá. Đấy, chiều cao 20, chiều ngang 20. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên cho em là hộp dao đũa nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp dao đũa này. Đó, hộp dao đũa giá của nó sẽ là 160k cho con hộp dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em, đó là kia tất hộp nhá, tất hộp 5. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 5 đôi. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng tất của thương hiệu Nike, co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp tất 5. Hộp tất 5 thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi nhá. Hộp tất 5 này. Hộp tất 5 có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì đều là 80k nhá. 80k trong hộp tất 5 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage 3D nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng massage để các bác có thể massage cổ, vai, gáy rồi ngực, cằm. Đấy, để giúp cho các bác là thư giãn, thứ hai là chống chảy xệ cực kỳ là tốt các bác nhá. Đó. Thì con này nó sẽ là dòng massage 3D bằng tay. Các bác dùng bằng tay để mình massage thôi. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy thì nó sẽ có massage cho các bác này, cổ, vai, gáy rồi ngực rồi cằm rồi các cái bắp tay, rất là ok. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k, lên cho em là massage 3D nhá. Đấy. Massage 3D bằng tay. Giá sẽ là 50k một chiếc như này nhá. 50.000 cho một con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, phao nước. Các bác lên cho em là phao nước thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một phao nước kia còn chưa mở lên. Một cái phao như này này. Đấy, một cái phao như này. Kèm cho các bác là một cái đầu vòi để các bác điều hướng nước này và một cái cao su non như này nhá. Đấy, và các bác chỉ cần là cho vào cái nguồn nước nhà mình là nó sẽ tự hãm cho các bác luôn, tự hãm luôn các bác nhá. Đấy thì khi mà nước nó đầy là nó sẽ tự ngắt. Đấy, nước cứ ngập trên phao một phân là nó sẽ tự ngắt thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con phao nước như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, mình chỉ cần lắp vào như này thôi. Nước nó sẽ ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt, rất là đơn giản. Thì các bác có thể sử dụng để ứng dụng trực tiếp trong chuồng gà này, rồi bể nước này, rồi là test nước này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc là mình có thể sử dụng trực tiếp ở trong cái nguồn, ví dụ như là những cái xô chậu mà mình cần múc nước liên tục thì các bác cứ múc là nó sẽ chảy, múc sẽ chảy. Và khi ngập thì nó sẽ tự ngắt nhá, rất đơn giản vậy thôi. Giá thì chỉ có 70.000 và ứng dụng thì rất là cao, bằng nhựa bền đẹp chắc chắn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy, ổ điện vàng như này. Một con ổ điện vàng như này giá sẽ là 45.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao su. Đấy, chịu chống va đập tốt, 16A 250V. Chống va đập cực kỳ là tốt các bác này. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, đập phá thoải mái luôn, không bao giờ bị hỏng nhá. Về nhà các bác xoáy cái ốc này ra cho em, sau đó thì mình đấu nguồn điện vào để mình cấp điện cho nó. Lên cho em là ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. 45 cành cho một con ổ điện vàng như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu 5 chân này và ba đầu là hai chân tròn dẹt cắm được cả nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 45k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin này. Đấy, nó sẽ là một con đốc sạc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Giá sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy thì con này nó chỉ sử dụng cho pin đồng hồ thôi. Đấy, pin này nó sẽ là một cái dòng pin đồng hồ này. Và cái pin chuyên dụng này của nó thì pin dùng để sạc được, chứ các bác mua cái pin con thỏ về không sạc đâu. Bác lưu ý chưa? Đấy, lắp vào như này, sau đó thì sạc này. Đấy. Con này thì các bác vừa dùng cho pin đồng hồ này, vừa dùng cho mic karaoke được luôn. Nếu mic karaoke dùng pin đồng hồ là dùng con này. Giá sẽ là 65k nhá. Lên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ này.
đốc sạc này, đó, pin đồng hồ. Pin đồng hồ giá của nó sẽ là 65k. Đấy, 65.000 cho một bộ như này, bao gồm là cả đốc sạc cả pin, bên em không bán lẻ nhá. Các bác muốn mua thêm pin thì mua cả đốc này luôn. Tóm lại là mua chọn bộ như này thì mới có sản phẩm, còn lại là các bác mua dài pin thì bên em không có bán, tại vì là nhà sản xuất người ta bán liền. Cho nên là chỉ có hàng liền thôi, đốc sạc kèm pin, giá của nó sẽ là 65.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm, đó là cái ví màu hồng nhá. Lấy cho anh cái ví xanh đi. Đấy, các bác lên trên là ví hồng, một bộ ví hồng này của nó giá sẽ là 60.000. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này. Ba cái bấm móng, bao gồm cho các bác là một cái bấm móng khóe này, một cái bấm khóe, một cái bấm thường và một cái bấm to. Và chọn bộ bao gồm là lấy dái tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là khêu rằm cái riếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Lên cho em là ví hồng giá sẽ là 60k. Đó, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì các bác lên cho em là ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. Đó. Ví hồng giá sẽ là 60k. 60k cho một bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái ví xanh nhá. Con ví hồng này là 60.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví xanh này. Các bác lên cho em là ví xanh, con này là sẽ là 100.000. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn, đầy đủ các cái chi tiết hơn, và nó cũng đựng trong một cái bao như này. Đấy, xịn sò hơn các bác này. Đó, đây. Đấy, bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng luôn, có cả cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe, một cái bấm to này. Có cho các bác là nạo gót chân này, lấy dái tai này, nặn mụn rồi, nói chung là vệ sinh móng miếc đều ok hết. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ này thôi. 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh. Đấy, cái ví xanh này thì giá sẽ là 100k. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh nhá. Ví xanh này. Đó, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k. 100k tròn cho cái em ví xanh như này. Về nhà các bác sử dụng rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 50.000. 50.000 cho một con cân 5 như này. Con này thì nó có chức năng trừ đì luôn, thì nó rất là tiện, các bác chỉ cần trừ đì đi là xong. Đó. Các bác muốn cân làm trong nhà bếp thì mình cân, sau đó thì mình trừ đì đi là xong. Đó, và con này thì lô này về nó sẽ không có pin đâu nhá. Không có pin, về nhà các bác tự mua pin thôi. Tự mua pin, pin con thỏ nhỏ đây. Đấy, lắp cho em hai cái pin con thỏ nhỏ vào là để các bác sử dụng này. Và tính năng trừ đì thì rất là đơn giản. Đấy, các bác cân lên, sau đó thì các bác nhấn cho em cái nút nguồn này là trừ bì này. Đấy, nó sẽ về không để mình cân tiếp. Giá thì sẽ là 50k. 50k cho một cái 50k cho một cái cân 5 như này. Lên mã giúp cho em là cân 5 nhá. Đó. Cân 5, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc cân 5 như này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem kỹ đi, đơn từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đài FM nhá. Ở đây thì nó có cái lẫy để các bác nhả ra để các bác kéo xuống cho cái đồng hồ nó chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá. Và khi các bác bật thì các bác cái nút này vừa là nút nguồn, vừa là nút âm lượng luôn. Đó, và các bác bắt đầu là để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình kéo anten lên này. Đấy, đây nó sẽ có một cái anten này. Các bác kéo cái anten này lên, sau đó thì mình bắt đầu mình dò để mình bắt sóng nhá. Đó. Ở đây cảm nên sau khi ăn, nhất là ăn thức ăn lạ, nhu động ruột tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường và giảm chậm. Điều này khiến thời gian di chuyển của các chất thải trong lòng ruột ngắn lại, khó thành khuôn, lỏng và sống. Sáng sớm là thời điểm đại tràng nhạy cảm nhất, nên dễ hiểu vì sao đa phần người bị hội chứng ruột kích thích dễ bị đi ngoài sau khi ăn sáng. Tuy nhiên, cũng có những người bị ngay sau các bữa ăn, bất kể là ở thời điểm nào trong ngày. Bác sĩ Nguyễn Khánh Trạch cũng khuyên người bị hội chứng ruột kích thích. Đấy, các bác nghe tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Đấy, tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác, rất là xịn sò luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao sim tận nhà luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái, bật lên dò đài dò điếc đủ cho em. Đấy. Đây, bên ngoài thì ốp gỗ rất là đẹp này. Đấy, bên trong thì mặt là rất là đẹp luôn này. Ở đây thì nó sẽ sử dụng quả pin 18650 có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Đấy, dùng hết thì các bác lại sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có sẵn pin rồi, cho nên về nhà các bác đừng có lắp thêm những cái loại pin khác vào, nó
không hiệu quả thì nó mất công nhá. Và có cái lẫy này để các bác dò đài FM nhá, à, chỉnh đồng hồ nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đài FM, giá sẽ là 260.000. Các bác chỉ cần bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là mình dò sóng là xong. Rất tiện ích các bác nhá. Con này thì vừa là dò sóng vừa là, ngoài ra thì các bác có tính năng là MP3 nhá. Các bác có thể dò Bluetooth để nghe nhạc rất là hay luôn, âm thanh trong trẻo, ấm tiếng rất là hay nhá. Đấy, các bác có thể dò MP3 được thì cái này về nhà các bác tự mày mò thôi. Còn em bán thì chủ yếu em giới thiệu cái chức năng đài FM thôi nhá. Đấy thì lên mã giúp cho em là đài FM này. Đó. Đài FM giá sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Đây nó sẽ là một cái con khoan rất là tiện dụng để các bác vừa khoan vừa bắt vít vừa sử dụng đa di năng được luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này các bác này. Đấy, thân máy như này. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng luôn. Đầu tiên là nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít này. Đấy, to nhỏ lớn bé rồi lục giác ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Tiếp theo là có cho các bác là các cái đầu vít như này nhá. Các đầu vít này. Đấy, các đầu vít này các bác sử dụng này, lắp cái đầu vít này vào đây để mình sử dụng này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, chạy cực kỳ khỏe luôn các nhá. Ngoài ra con này thì nó sẽ có chức năng là xoay đấy, đang hình khẩu súng như này, đang hình khẩu súng này, các bác có thể nhấp vào cái nút này, nhấp nút đỏ này và xoay thẳng cho em. Đấy. Xoay thẳng cho em như này thì nó lại thẳng như này các bác này, rất là tiện luôn. Đó, rất là khỏe nhá. Ở đây thì kèm cho các bác là một cái tay nối ngoắt nghéo này. Đấy, và có khẩu từ 5 đến 12 này, từ 5 12 và các cái đầu mũi khoan nữa. Có cả các cái đầu mũi khoan này nữa, rất là tiện này. Đấy. Các bác có thể lắp vào để mình khoan gỗ, khoan kiếc linh tinh cũng rất là ngon này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây là cái đầu này là cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí ốc khó này. Đấy, các cái ốc khó các bác đưa vào đây để xoáy này. Rất đẹp và rất tiện ích luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Và nó có thể là cho hình thẳng này để các bác sử dụng này là mình làm vít này, có đèn luôn. Đấy, hoặc các bác có thể xoay như này theo cái hình khẩu súng này, có đảo chiều luôn nhá. Có đảo chiều luôn. Nói chung là con này thì khá là tiện ích và rất là nhiều các cái đầu vít như này để các bác sử dụng này. Đấy, có tới là 30 cái đầu vít phụ này. Đấy, đây, chọn bộ combo cho các bác như này. Giá chỉ có 180.000 thôi, kèm cho các bác một cáp sạc luôn. Đó, 180k. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Khoan mini giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini giá sẽ là 180k. 180k cho con khoan mini như này. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 130.000 thôi. Cũng kèm cho các bác một cáp sạc và hai đầu vít như này. Hai đầu vít này các bác này, một dẹt một tròn. Đấy, con này cũng rất là khỏe luôn. Con này thì nó chỉ có chức năng là vặn ra vặn vào thôi. Con kia thì nhiều chức năng hơn. Còn con này thì cũng rất là khỏe các bác. Đấy, sử dụng pin nhá. Con này thì các bác chuyên làm về vít thì dùng con này rất là ok. Đó, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em máy vít như này, rất là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là hai đầu, một đầu ba khe và một đầu dẹt như này. Đấy. Về nhà các bác sử dụng. Giá thì chỉ có 130 cành cho một con máy vít như này thôi. Con này thì lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k nhá. Về nhà các bác có thể sửa chữa lại vặt. Cũng rất là ok và giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái nấm móng chân tay các bác nhá. Lên cho em là nấm móng chân tay, giá của nó sẽ là đấy. Cái chữ ấy. Nấm móng chân tay giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 90k nhá. Đấy. Lên cho em là nấm móng chân tay này. Đấy. Nấm móng chân tay nhá. Đấy. Chân tay giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một típ như này. Đấy. Một típ như này thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái dòng chuyên trị nấm móng chân tay siêu tốt luôn. Đó. Thì đây, đấy thì các bác bị đau móng chân, kẽ móng chân, móng tay, bị nấm này, bị chảy xước hoặc là bị gọi là bị xước sát đấy. Hoặc các bác bị gọi là lâu năm, không khỏi thì dùng cái này cho em. Đấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lọ thuốc như này. Kèm thêm cho bác là các cái miếng dán và tăm bông để các bác điều trị cho em. Con này thì các bác cứ dùng cho em một liệu trình khoảng từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi dứt điểm luôn các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm móng tay móng chân con này dùng rất là đã luôn, em bán rất là nhiều rồi, rất là nhiều khách dùng nhá. Đó, chuyên bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm là 12 miếng. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng miếng như này. Đấy, một cái dòng miếng như này và các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Các bác có thể bóc ra này, bóc ra sau đó thì mình dán vào các cái phần nào các bác bị đau mỏi nhức thì các bác dán vào cho em. Đó. Rất là nóng luôn nhá. Dán vào thì nó rất là nóng luôn.
và dùng thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 25.000 cho một bịch như này thôi. 25.000 một hộp bao gồm là 12 miếng nhá. 25.000 một hộp 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM này. Đấy, cầm cho anh cả cái một SIM đi nhá. Đấy, điện thoại 2 SIM thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. 230.000 cho một cái điện thoại như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một con điện thoại 2 SIM này. Đấy, hàng thương hiệu Nokia. Về nhà các bác lắp pin vào chị em. Có pin có đốc sạc như này nhá. Có pin có đế sạc như này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho một con 2 SIM như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng 1 SIM đây. Con này 1 SIM thì giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 1 SIM này. Đấy, cũng đầy đủ điện thoại rồi pin rồi cáp sạc cho các bác luôn nhá. Điện thoại pin cáp sạc đầy đủ. Hàng mới tinh cho các bác luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con này thôi. 150.000 các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con này. Sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một pin và một củ sạc nhá. 150.000 cho con một SIM. Đấy, tiếng nghe rõ, đàm thoại rất là hay luôn và rõ tiếng nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại một SIM, giá sẽ là 150.000. Đó, điện thoại một SIM này. 150.000. Đó. Hai SIM này. Hai SIM thì giá sẽ là 230.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái điện thoại 4 SIM. Cầm nhanh cái 4 SIM nha. Đó. Hết rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Thì bên shop bán combo là một thùng này của nó là 20 gói. Thùng 20 gói là 140. Còn các bác mua lẻ là 10 gói thì sẽ là 80.000. Và mua lẻ nữa thì bên em bán từ 2 bịch trở lên nhá. 2 bịch thì giá của nó sẽ là 20.000, 10.000 một bịch như này và bán từ 2 bịch trở lên đây. Giấy của nó thì siêu dai luôn. Đấy, rất là dai các bác này. Đấy, các bác nghe không? Giật tanh tách luôn. Các bác dùng thì rất là tiện ích nhá. Về mình có thể sử dụng để mình làm giấy ăn này, rồi lau tay này, rồi vệ sinh đều được hết. Giá thì sẽ là một thùng như này nhá. Một thùng này của nó là 20 gói này. Thùng 20 gói. Giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 trên một bịch này. Một thùng này là 20 gói này. 20 gói nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 2 gói là 20.000. Em bán từ 2 gói trở lên bằng 20.000. Đấy, còn mua 10 gói thì là sẽ là bằng 80.000 thôi. 80.000 cho 10 gói như này. Đấy. Đây, nó sẽ là 10 gói như này nhá. 80.000 cho 10 gói này. Còn mua 20 gói thì chỉ có 140, tính là vào có 7.000 một gói như này thôi. 7.000 một gói này thôi nhá. Đó, 7.000 một gói. Còn mua lẻ thì mua chấp nhận là 10.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì cái led nháy 5m đây các bác này. Đấy, Minh ơi, bật cho anh cái đèn lên. Led nháy 5m nhá. Đó, led nháy 5m như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho cái led nháy 5m này thôi. Con này có thể dán vào tường nhá. 80.000 một chiếc. Đấy, đây. Đây em đã cắm thử cho các bác xem này. Đấy, nháy nhiếc nhiều màu rất là đẹp luôn. Về nhà các bác có thể dán vào tường và có cho các bác là cục nguồn này, có sẵn cục nguồn luôn và điều khiển từ xa để các bác có thể điều chỉnh rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Còn đây là cái bộ led pháo hoa này. Led pháo hoa này thì sẽ là 180.000 này. Đấy, còn xa hơn nữa là cái bộ led ngọc này, led ngọc đây. Led ngọc thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Led ngọc thì là 90.000, còn cái led 5m này là 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto các bác nhá. Lên mã giúp cho em là Eto. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. 180.000 nhá. Đấy, đây là con Eto của Nhật này. Hàng của thương hiệu Asahi này. Asahi tem nhôm hẳn hoi nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Có mã sản phẩm thứ đàng hoàng, hàng mới tinh. Thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng đây. Đấy, nó sẽ là dòng Eto kẹp như này, siêu tiện ích luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Đó. Độ mở của nó thì được khoảng 5cm và cái phần kẹp này là 6cm. Thì các bác có thể kẹp vào bàn này hoặc là sử dụng để mình làm thợ làm nghề rất là tiện ích. Đấy, chất liệu của nó bằng thép cực kỳ chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con Eto kẹp như này thôi. Đấy, lên cho em là Eto kẹp nhá. Giá sẽ là 180.000. Đó, lên cho em là Eto này. Eto 180 cành cho con Eto như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá. Đây, thùng gạo đây. Đấy, một cái thùng đựng gạo như này đựng được 10 cân nhá. Và rất là tiện ích luôn, sạch sẽ, chống ruồi muỗi kiến gián đều được hết nhá. 180.000. Đây. Về nhà các bác đổ gạo vào đây chưa? Đổ gạo vào đây nhá. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ô như này. Cái ô như này thì cái này vừa dùng để đong gạo và vừa để vo gạo được luôn nhá. Vừa để vo gạo vào được luôn. Đây nó sẽ có dập cái lỗ này thì các bác rót nước là nó sẽ chảy ở cái lỗ này, rất là tiện này. Đấy, và đây thì khi các bác dùng thì mình sẽ nhấn nha. Nhấn như này là gạo nó sẽ chảy xuống cái ô nhá. Đấy, rất tiện ích, dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn.
đựng được một yến gạo. Bây giờ thì các bác cũng không ăn gạo nhiều, cho nên là cứ mua một yến một thôi. Mình sử dụng hết thì mình lại đong cho nó tiện ích nhá. Đó, một yến gạo đổ vào đây là vừa. Và các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ chảy này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. À xin các bác là đũa sứ nhá. Đấy. Thì một hộp này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa thì chất liệu của nó là bằng sứ. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi. Chất liệu sành sứ thì là một trong những cái chất liệu cực kỳ là an toàn với thực phẩm luôn. Đấy, rất đẹp các bác này. Bền đẹp, chắc chắn và rất là sạch sẽ nhá. Kích thước vừa phải sử dụng vừa hợp với tay của người Việt Nam chúng ta. Đó, và giá thì rất hợp lý thôi. Bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? Bao nhiêu? Giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này nhá. Một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 60.000. Đấy, trước em đang bán 80.000, đợt này về cho bác còn 60.000 cho một hộp đũa sứ như này thôi. Rất đẹp các bạn, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự, sang trọng. Đấy, và ưu điểm của con này là sạch, nhanh khô. Các bác ăn bát bằng sứ thì các bác biết rồi. Đó, và đũa bằng sứ nữa thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì hôm nay em lên cho bác một số cái bộ dao của bên em nhá. Một số cái bộ dao của bên em. Đó thì nó sẽ có cho các bác là dao Nhật và dao Đức. Thì em sẽ lên chi tiết từng bộ một. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 7 món. Giá thì nó sẽ là 950.000 nhá. 950.000. Đó, 950.000 cho một bộ dao Đức như này. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 900 tròn nhá. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức 7 món này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bộ dao Đức 7 món nhá. Đó. Bộ dao Đức 7 món. Bộ dao Đức này, đó, bộ dao Đức 7 món, giá của nó sẽ là 950k nhá, 950k. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác với giá đó là 900.000 thôi. Các bác cứ chuyển khoản cho em 900 là xong. Lên cho em là bộ dao Đức. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một con dao gọt này. Đấy, con dao gọt. Con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, made in Germany nhá, made in Germany. Con này chiều dài của nó sẽ là 20 cm. Đó, 20 cm. Con này các bác có thể dùng để gọt hoa quả các thứ đều ok hết này. Tiếp theo đến một con dao Thái các bác này. Con dao Thái này. Con này thì chiều dài của nó khoảng 30 cm. Và hàng thì siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, rất là bén con này. Đó. Hàng thì rất là bén các bác nhá. Cực kỳ là bén luôn các bác này. Đó. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả này rồi thái này, lọc đều được hết nhá. Mũi nó nhọn như này. Các bác có thể dùng gọt hoa quả thái lọc đều được hết. Chiều dài của nó khoảng 30 cm. Bản của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 4 cm và dày của nó thì vào khoảng là 3 ly nhá. Vào khoảng là 3 ly. Đó, made in Germany. Giá của nó sẽ là 950.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con dao chặt này. Con dao chặt thì nó sẽ có hai con, một con là bản to và một con là bản nhỏ. Đấy, hai con này thì giá đều, hai con này thì cái cân nặng của nó đều là như nhau nhá, cân nặng đều là như nhau. Đó, hàng đều của thương hiệu Winling của Đức hết. Nó trong một cái bộ như này. Đó. Và cũng rất là bén luôn các bạn. Đấy, rất là bén luôn các nhá. Đó, các bạn thấy không? Đấy, dao chặt nhưng mà nó khá là bén luôn. Đấy, con này bản to thì các bác có thể dùng để thái rất là ok, nó khá là bén nhá. Còn con này thì bản nhỏ thì nó sẽ đầm hơn một chút và các bác có thể dùng để mình vừa chặt vừa thái cũng ok thôi. Đấy, hai con này thì cân nặng đều như nhau nhá, nặng đều như nhau. Thì nó sẽ có cho các bác là hai con như này, hai con như này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Các bác có thể dùng để mình thái mình chặt cũng đều ok thôi. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một con kéo cắt gà nhá, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cắt gà này. Đấy, còn một con kéo cắt gà như này thì các bác dùng để mình cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ok các bác này. Đấy, nó rất là bén luôn nhá. Các bác dùng để mình cắt gà, cắt cá này, đánh vảy cá này rồi kẹp cua ghẹ cũng rất là ok luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 950.000 thôi. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác cái giá là 900. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Ốp đinh nhá, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là con liếc đây. Con liếc này thì khi nào mà dao các bác dùng vài năm nó cùn thì các bác mới phần dùng đến con liếc này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên theo là bộ dao Đức, giá sẽ là 950.000 nhá. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 900. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật thì sẽ là 930.000. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em cũng tính cho các bác với giá 900 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Một cái bộ dao cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nhá. Hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Wattbo của Nhật đây, rất chất lượng cho các bác luôn.
và cái giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đó. Đầu tiên thì sẽ là một cái hộp dao như này, bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo và 1 đĩa, và cũng có cho các bác là một cái giá đỡ đây, một cái giá đỡ. Đấy, cơ bản thì nó cũng như nhau thôi. Đây cái giá đỡ của nó này, đây cái giá đỡ đây các bác nhá. Đấy. Đây cái giá đỡ các bác này. Đấy, giá đỡ cũng rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy. Thì giá đỡ nó cũng giống con kia thôi, nó cũng giống cái bộ kia thôi. Đấy, thì con này cái giá đỡ của nó thì nó sẽ dày dẫn chắc chắn hơn một chút nhá, dày dẫn chắc chắn hơn một chút. Đó, này. Đấy, rất là ngon lành các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Watbo của Nhật này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng inox 304 nhá. Bình thường nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này không đã phải mất tầm khoảng 200.000 rồi, 200.000 rồi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, kéo cực kỳ là sắc luôn nhá. Kéo rất là sắc luôn các bác này. Đấy. Kéo rất sắc luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Kéo rất là sắc này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để mình cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều được hết nhá. Kẹp cua ghẹ ở đây cũng ok. Rất là ngon lành các bác này. Một cái kéo này các bác dắt vào đây cho em này. Đấy, dắt vào đây cho em này. Tiếp theo là một con liếc này. Đấy, một con liếc đây. Đấy, một con liếc này các bác này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một con liếc cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đây là cái liếc của nó này. Đấy. Liếc dài khoảng là gần 30 cm. Các bác cho vào đây cho em này. Tiếp theo là đến dao này. Dao thì nó sẽ có cho các bác là 4 con dao nhá. Đầu tiên là một con dao gọt như này. Con này thì bên em có bán lẻ bên ngoài nhá. Con này bán lẻ thì giá của nó sẽ là 80.000 cho con dao gọt như này nhá. Đấy, có bán lẻ có nhá, có bán lẻ đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây em sẽ dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy. Giấy bóng dai như này mà nó dọc con đứt là các bác biết rồi nhá. Đấy. Dao phải rất là bén thì mới dọc đứt được các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, dao rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Còn nếu mà dọc giấy bình thường như này thì nó sẽ là rất là đơn giản các bác nhá. Đấy. Dọc giấy bình thường này thì rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao dao gọt như này dài 20 cm, Watbo Japan này. Đó, ở đây. Japan các bác nhá. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con dao gọt như này giá sẽ là 80.000. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Con Thái này thì bên em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao vuông này, dao vuông. Con này bên em có bán lẻ giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, rất là bén luôn con này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Dài khoảng 30 cm. Đây. Watbo Japan con này. Đó. Siêu bén cho các bác luôn con nhá. Đây. Rất là bén con này. Đó, rất bén luôn các bác thấy không? Siêu bén luôn. Đấy, con này thì giá cũng rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, sẽ là 180.000 là con mũi vuông, còn nó sẽ có một con mũi nhọn như này. Mũi nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000. Các bác dắt vào đây cho em. Tiếp theo là đến cho các bác là một con dao Thái này. Đấy, một con dao Thái như này. Con này thì nó sẽ là bản vừa sinh nhá, bản vừa sinh. Đấy. Và con này bên em cũng có bán lẻ. Con này thì vừa thái vừa băm vừa chặt được các bác nhá. Đấy, vừa thái vừa băm vừa chặt được. Rất là bén các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn các bác theo. Đây. Đấy. Con này thì bên shop đang bán giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con dao Thái như này. Đấy, con dao Thái Thái vuông như này con này. Đấy, con dao Thái bản to như này. Còn con này thì con dao chặt nhá. Con này thì nó sẽ nặng khoảng 5 lạng, nặng khoảng 5 lạng. Thì con này các bác dùng để băm chặt thoải mái luôn. Và hàng cũng siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, siêu bén luôn. Đây. Dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đấy, dọc dây bóng thoải mái các bác thấy không? Dao chặt mà dọc được dây bóng này là các bác biết rồi. Nó rất là bén các bác nhá. Rất bén luôn. Đây con này, rất bén luôn các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác rất là tốt luôn. Con này thì khoảng 4 đến 5 lạng nhá. Đấy, thì bộ này sẽ là giá của nó sẽ là 930.000. Các bác chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác với giá 900 nhá. Lên cho em là bộ dao Nhật 7 món này. Bộ dao Nhật 7 món. Các bác lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Đấy, bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật 7 món giá sẽ là 930k. Nếu bác nào chuyển khoản hết thì cũng tính cho các bác với giá là 900. Thì bộ Nhật và bộ Đức đều là 900 hết. Thì các bác muốn lấy bộ nào thì lấy nhá. Muốn lấy bộ nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao Đức 6 món nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao Đức 6 món này. Giá của nó sẽ là 150.000 thôi. Hàng này thì nó chỉ chuyên để thái thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái. Con này thì nó có 6 món và chuyên để thái thôi, cũng có giá đỡ thứ đàng hoàng. Nhưng mà cái giá đỡ của nó thì nó sẽ là bằng nhựa thôi các bác nhá. Đấy, giá đỡ bằng nhựa như này. Bằng nhựa mica. Đấy. Cũng khá là chắc chắn luôn các bác, thì có thể deco trong phòng bếp nhà mình, để trong phòng bếp nhà mình nó cũng khá là hợp lý và đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 mà cũng có tới cho các bác là 6 món luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá dắt dao này các bác nhá. Một cái giá dắt dao này này. Đấy. Tiếp theo là bộ dao của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi bộ dao của nó sẽ bao gồm các bác là đi 3 con dao. 3 dao, 1 kéo và 1 liếc nhá. 3 dao, 1 kéo, 1 liếc cũng đầy đủ cho bác luôn. Đấy.
Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là kéo này. Đấy, kéo nhá. Con kéo này thì cũng rất là đa di năng luôn. Đấy, kéo rất đa di năng luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này và kẹp cua ghẹ này, đều ok hết nhá. Có phần khuyết này. Đó. Và có giá đỡ như này, các bác cho vào đây cho em này, rất tiện ích này. Đấy, rất tiện ích, có giá đỡ như này. Tiếp theo thì đến một con liếc nhá. Đây con liếc của nó này. Đó, một con liếc rất là ngon luôn. Các bác cũng dắt vào đây cho em. Đó. Tiếp theo là đến một con dao, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái này. Con dao thái này dài khoảng 30 cm. Đó. Con này thì các bác có thể dùng thái lọc phi lê đều được hết. Và ưu điểm của nó cũng bén lắm các bạn. Đấy, rất là bén. Và nó chỉ có mỏng thôi, nó không dày như những con khác. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng chuyên thái nhá. Đấy, chuyên thái nên nó sẽ mỏng hơn một chút các bác này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái con thái bản to này. Đấy, thái bản to thì nó sẽ có cho các bác là hai con thái bản to. Đấy, hai con thái bản to các bác này. Đấy, đây. Các bác nhá. Đó. Con này thì thực sự ra là nó rất là mỏng thôi chứ nó không dày thôi. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó lại rất là sắc các bác này. Đấy, rất sắc luôn. Đó. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này, hàng của Nhật nhá. Đấy, bộ dao 6 món này. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút thì con này cũng không chặt được đâu. Các bác chỉ dùng để băm nhẹ được thôi. Đấy. Và cũng rất là bén các nhá. Đấy, dọc giấy bình thường con này. Đó, cũng rất là bén luôn. Đây, Asaka Japan này. Đó. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo, 1 liếc và 1 giá đỡ như này. Đấy, bộ sẽ bao gồm là 3 con như này. Asaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 và 150.000. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Bộ dao này, đó. Bộ dao 6 món này, đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Bộ này chỉ chuyên để thái thôi, không chặt được các bác nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái. Giá của nó sẽ là 150 cành nhá, 150k. Đó. 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên thái như này các bác này. Bộ này của nó sẽ là 6 món chuyên thái các bác nhá. Đó, thì ba cái bộ dao cơ bản em gửi đến các bác xem ưng ý bộ nào thì mua. Hàng rẻ tiền có, hàng đắt tiền có các bác nhá. Tiền nào của đấy thôi, nó cũng phù hợp với cái nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó, các bác cứ cân nhắc mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ đơn hàng từ 200 là bên em sẽ bao ship. Rất là đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chảo Opla này, chảo Opla. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80 cành cho một con chảo Opla này thôi nhá. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, một con chảo đẹp như này, hàng chất lượng tráng đá cho các bác luôn nhá. Tráng đá chống dính này, nó sẽ có hai hình trái tim và hai hình tròn. Có quay bằng nhựa nhá, quay bằng nhựa. Nhựa này của nó là sẽ là nhựa chống nóng nhá, chống nóng nhá, và về nhà nó có ốc sẵn đây rồi. Các bác chỉ cần việc là xoáy vào cho em là xong. Đấy, có ốc vít sẵn đây rồi. Các bác về lắp vào sau đó thì bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Con này thì nó sẽ có cho các bác là bốn cái khuân như này. Bốn cái khuân thì ở đây nó sẽ có cho các bác là đây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào như này cho em này. Sau đó thì mình bắt ốc vít vào. Đây nó đã có sẵn cái lỗ để các bác bắt ốc vít đây rồi. Đấy, bắt ốc vít vào cho em xong, rất ngon lành cho các bác nhá. Đấy, cực kỳ là chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và sẽ có hai hình trái tim và hai hình tròn. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là 8 cm. Còn cái chảo này thì đường kính của nó vào khoảng là 25 cm nhá, 25 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em đó là chảo Opla. Giá thì shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một con chảo Opla như này thôi. Đó, giá chỉ có 80k thôi nhá. Lên mã giúp cho em là chảo Opla này. Chảo Opla nhá. Giá sẽ là 80k trong con chảo Opla này, giá rất rẻ bình dân cho các bác luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái keo dán giày nhá. Con này thì các bác chuyên để dùng mình dán giày này, nó sẽ là một cái dòng keo, nó là cái keo, nó thuộc cái dòng là nó là keo khô chậm nhá, khô chậm. Thì khi các bác dùng nó rất là an toàn luôn đây các bác này. Đấy, nó sẽ là cái keo khô chậm như này các bác này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái keo khô chậm như này các bác này. Đó, và khi các bác dùng thì nó sẽ khô từ từ, nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép rồi dán các loại túi sách, túi riêng được, rất là ok. Và đặc biệt là con này chuyên dùng để dán giày nhá. Các bác lên cho em là keo giày nhá, keo dán giày. Giá thì chỉ có 15k cho một típ như này thôi. Đó. Keo dán giày nhá, keo dán giày. Giá của nó sẽ là 15k một típ như này nhá, 15k trên một típ như này. Bác nào mua từ 3 típ trở lên thì bên em tính cho bác cái giá đó là 40.000 cho 3 típ như này. Mua từ 3 típ sẽ là 40.000 nhá. 40k cho 3 típ keo dán giày như này, về nhà thoa hồ thoải mái cho bác dùng luôn. 3 típ sẽ là bằng 40k nhá. 3 típ là bằng 40k, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 một típ như này.
Hàng này chuyên dùng để dán giày, cực kỳ là ngon luôn các bác. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Giày bị hư hỏng, đồ vật bị gãy để từ cuộc vứt đi. Hãy thử ngay kéo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố và không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai về để sửa chữa đồ vật trong nhà nhé. Đấy, rất là ngon lành luôn nha. Lên đây là keo dán giày, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy thì dòng này nó sẽ là dòng lưỡi cắt của Nhật và con này thì nó sẽ là cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy thì lưỡi thì nó cũng phân ra làm 3 loại, đó là lưỡi xanh, lưỡi vàng và lưỡi đỏ. Đấy và bên em đang bán là một trong những dòng cao cấp nhất, đó là lưỡi đỏ nhá. Lưỡi đỏ. Mên lưới thì cực kỳ là dày luôn. Thì ưu điểm của con này thì cắt rất là bén nhá và không bị mòn lưỡi nhiều. Đấy, tức là cắt nó rất là da. Và tiếp theo đó là khi mà các bác dùng mà nó có bị vỡ thì nó cũng không bị vỡ ra mảnh to mà nó chỉ mủn ra thôi. Đấy, nó vỡ thì nó sẽ mủn ra, tại vì cái mên lưới nó dày thì nó không thể vỡ mảnh to được, mà nó mủn ra thì nó sẽ không bị bắn vào mặt nhá. Rất là nguy hiểm luôn, bắn vào mặt hoặc chân tay. Thì con này thì nó sẽ là kích thước của nó thì nó sẽ là như này đây các bác này. Đó. Của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16mm nhá. Đấy, cái lỗ này của nó là 1.7 này, 107 này, nhân với lại chiều dày của nó là 1.2 này và nhân với lại 16mm nhá, 16mm. Đó. Giá thì bên shop bán theo combo nhá, combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo như này. Đấy, nếu các bác mua là bên em bán từ 5 lưỡi là sẽ là bằng 35k nhá, 5 lưỡi 35k. Đó, tiếp theo là mua lẻ là từ 5 lưỡi trở lên là nhân 7.000 một lưỡi nhá, 7k một lưỡi. Đấy, còn các bác mua đấy 7k trên một lưỡi, còn nếu các bác mua số lượng là 25 lưỡi. Đấy, một vỉ của nó là 25 lưỡi là sẽ là 130k. Đó. 50 sẽ là 220.000. Đó và 100 lưỡi sẽ là 100 lưỡi sẽ là 380k nhá, 380k. Mua lẻ thì sẽ là 5.000 một lưỡi và bên em bán là từ 7.000 một lưỡi và bán từ 5 lưỡi trở lên. Đó, còn là 25 lưỡi là 130, 50 lưỡi là 220 và 100 lưỡi thì giá chỉ có 380.000 đã bao gồm phí ship. Đấy, các bác lên cho em là lưỡi cắt inox nhá. Lưỡi cắt sắt inox, lưỡi cắt sắt này. Đấy, cắt sắt inox nhá. Lưỡi cắt sắt inox giá sẽ là rất tốt cho các bác luôn. Đó đây. 7.000 một lưỡi bán từ 5 lưỡi trở lên, 25 lưỡi là 130, 50 lưỡi 220 và 100 lưỡi là 380.000. Tức là một hộp này, các bác mua nguyên một hộp này là 100 lưỡi luôn. Đấy. Nguyên một hộp này là 100 lưỡi cho em. Về các bác dùng dần nhá. Nguyên một hộp này 100 lưỡi này, về dùng dần luôn. Hàng của thương hiệu Guda của Nhật nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, nguyên trong hộp như này. Đó, về các bác dùng dần cho em. 380.000 một hộp như này nhá. Em bán rất là nhiều, nhiều khách đến mua rất là nhiều luôn. Tiếp theo thì nay bên shop lên cho bác sản phẩm, đó là cái hút rửa bát nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái đầu vòi hút như này. Đấy, một đầu vòi hút như này, kèm thêm ống dây dẫn nữa. Thì các bác mua cái can nước rửa bát to, sau đó thì mình đặt ở dưới gầm cái chậu rửa bát, thế là mình hút lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích, không cần mình dùng cái chai nhỏ và cũng không cần dùng tay để bóp ấn, nó mất công. Đấy, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát, hút rửa bát, giá thì chỉ có cho các bác là 70k cho một cái bộ hút rửa bát như này thôi. Đó, và sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bạn này. Không thể thiếu trong căn bếp của bạn chắc. Rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ việc ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không rỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Bình thường các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên bồn rửa nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Đó, rất tiện ích các bác nha, giá thì chỉ có 70 cành thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là một cái con gà gà tàn các bác nhá. Đấy, con gà gà tàn đây, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ là một gà tàn hình con gà như này. Đó. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là từ 15 đến 20% đồng như này. Đấy. Đồng vàng au luôn, hình con gà rất là đẹp nhá.
Lưu ý các bác là con này thì bên em bảo hành cho các bác luôn. Đấy, bảo hành bền màu cho bác từ 5 đến 10 năm các bác yên tâm sử dụng. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, rơi không vỡ nhá. Rơi không vỡ các bác yên tâm sử dụng rất là đẹp luôn. Màu của nó rất là đẹp luôn, màu đồng xịn luôn. Màu đồng xịn rất là đẹp nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là một con gà nhá. Đấy, một con gà rất là đẹp này. Đây, đấy hình con gà này. Hoa văn con gà rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là gà tàn con gà nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 190k cho gà tàn con gà như này thôi. Đấy, lên tem là gà tàn gà nhá, gà tàn gà này. Giá sẽ là 190k nhá, 190k. À 150.000 các bác nhá. Đấy, đợt này về cho bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 150 cành thôi. Đấy, 150 cành cho gà tàn con gà như này. Tiếp theo thì ngay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Lên tem là cốc tự khuấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng cốc và nó sẽ tự khuấy luôn các bác nhá. Hàng thì nó sẽ về theo lô, có những cái lô thì nó sẽ là sử dụng pin rời và có những cái lô thì về nhà các bác lắp pin con thỏ nhá. Cái dòng này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó, về các bác sử dụng thôi. Bên em bán thì không kèm pin. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, có cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ hạt nam châm này nó sẽ quay. Đấy, và lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây nhá. Các bác có thể dùng để mình pha chế cà phê rồi các cái loại ngũ cốc. Đấy, buổi sáng các bác hay uống ngũ cốc này, hoặc là uống cà phê này, hoặc các cái loại hạt, hoặc là pha chế cái gì đó thì các bác cho vào đây. Đấy, và khi các bác chỉ cần là lắp vào sau đó thì nhấn nút thôi. Đó, hàng bên trong thì bằng inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Bên ngoài thì bằng nhựa này. Đấy, và nắp của nó có gioăng nhá, nắp có gioăng. Các bác có thể bê đi bê lại lúc lắc thoải mái, không sợ bị lắng cạn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy. Đấy, giá của nó sẽ là 90k. Lô này về thì nó sẽ là không có pin nhá, không có pin. Về nhà các bác tự mua pin nhá, tự mua pin này. Tự mua pin. Đấy. Không có pin, về nhà các bác tự mua pin thôi. Giá sẽ là 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nắp cống đồng nhá. Lên mã cho em là nắp cống đồng. Thì đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng đúc nguyên khối như này. Và các bác dùng để mình sử dụng để mình lắp vào các cái chậu như là chậu rửa bát này, hoặc là các cái đường cống của nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet để nó ngăn mùi nhá. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này. Cầm lên cái nắp cống nhựa đây. Nắp cống đồng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con nắp cống đồng như này. Con này thì siêu tiện ích để cho các bác có thể sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của các bác luôn. Sinh hoạt hàng ngày các bác sử dụng con này rất là tiện. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng nhựa như này nhá. Đấy, cũng giúp cho các bác ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó. Thì về nhà các bác có thể lắp vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát, rồi nói chung là hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, các cái đường ống cống rãnh để các bác lắp vào cho em, ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó. Và con này thì nó sẽ là nắp cống đồng. Đấy, nắp cống đồng này, con nắp cống đồng này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con nắp cống đồng như này. Còn nắp cống nhựa này thì giá chỉ có 15k thôi. Lên cho là nắp cống nhựa giá sẽ là 15k nhá. 15k cho con nắp cống nhựa như này. Còn con nắp cống đồng này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Từ ổ cống thì có thể dùng qua van ngăn mùi hôi bằng đồng. Sản phẩm được thiết kế có một miệng để đóng mở. Kích cỡ lắp đặt thì từ 33mm đến cho 65mm thì anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa cho những cái loại thoát sàn trong nhà tắm nhé. Khi có nước chảy vào miệng cống thì sẽ mở ra để cho thoát nước, còn khi hết nước thì nó sẽ đóng lại để ngăn mùi hôi cho anh chị em mình. Van ngăn mùi hôi bằng đồng hiện tại nhà em đang có giá bán là 54.000. Anh chị em mình quan tâm click vào giỏ hàng góc bên tay trái để đặt hàng. Họ bán 54.000, bên em bán chỉ có 50k thôi các bác nhé. Giá trị của cuộc sống này, cống nhà bạn có cái mùi hôi bốc lên từ dưới đúng không? Thì mình hãy dùng cái này các bác. Nhà bác nào? Nhiều bác hỏi em. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Thì bên shop có hai loại, một loại là bằng đồng và một loại bằng nhựa nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Mẫu bằng đồng cũng có mà bằng nhựa cũng có cho các bác luôn. Đây, con này thì nắp bằng nhựa này. Đấy, nắp bằng nhựa đây. Đó. Bằng nhựa thì giá của nó sẽ là 15.000 chiếc thôi. Đó. Còn con bằng đồng thì giá của nó sẽ là 50.000. Đấy. Thế nên em có hai mẫu cho các bác lựa chọn luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày các bác nhá. Máy sấy giày đây sẽ là một con máy sấy như này. Con này của nó thì giá sẽ là 195.000 nhé. 195.000 cho con máy sấy giày như này các bác này. Đấy, 195k. Ở đây thì nó sẽ là một con máy cực kỳ hiện đại luôn. Các bác chỉ cần đẩy cái này lên cho em này. Đẩy cái này lên cho em. Cắm trực tiếp điện 220V nhé. Đấy. Sau đó thì các bác vặn cái chiết áp này. Đấy, con này thì cái chiết áp này để giúp cho các bác là hiện giờ nhé.
30 phút này, 60 phút, 90 phút và 120 phút này. Đấy. Sau đó thì hết thì nó sẽ lại tự ngắt này. Đấy. Và các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em về mình sử dụng thôi. Đó, và về nhà các bác sấy giày thì mình chụp giày vào đây, hoặc là các bác ví dụ như là mình quần 195.000 các bác nhá, quần áo hoặc là nói chung là mũ nón các bác cứ chụp hết vào đây. Đấy. Mình gọi là gọi sấy giày thôi, các bác sấy cái gì cũng được, sấy quần sấy áo cũng được, mùa nồm mùa nước các bác có thể sấy quần áo cũng ok. Đó, giá thì sẽ là 200 điện 220V nhá, 50Hz. Và các bác lên cho em là máy sấy giày, giá của nó sẽ là 195k nhá, 195k cho một con máy sấy giày như này. Hàng cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Hàng sử dụng điện 220V nhá. Đấy, rất dễ sử dụng và tiện ích các bác nhá. Lên cho em là máy sấy giày, giá của nó sẽ là 195.000 cho một con máy sấy giày siêu tiện ích như này các bác nhá. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Giá thì đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn, chỉ có cho các bác là 270k cho một con nồi cơm mini như này. Lên mã giúp cho em là nồi cơm mini nhá, hàng của thương hiệu Chigo của Nhật. Và con này thì nó sử dụng điện 220V, sử dụng điện 220V các bác nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác có thể sử dụng để mình gọi là nấu cơm cho gia đình, đặc biệt là các bác nào mà có tí tuổi rồi, hai vợ chồng trẻ thì sử dụng con này nó rất là ok. Thứ nhất là giá cả hợp lý, thứ hai là nó nhỏ gọn tiện ích, các bác hai vợ chồng là ok, hoặc có thêm một đứa cháu nữa cũng được. Đấy, nó cũng rất là nhỏ gọn thôi. Thì nó sẽ là một cái cáp để các bác cắm dây nguồn này, và kèm thêm một cái môi nhỏ xinh này. Con này của nó thì các bác phải bê nhé, chứ không xách được đâu. Xách thì nó sẽ hơi khó xách. Cái nắp này chủ yếu là để mình cầm mở ra thôi, cầm mở ra thôi nhá. Đấy. Gioăng giếc của nó cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác một cái ô đong gạo này. Đấy. Hàng của thương hiệu Chigo. Nồi của nó nhỏ nhưng mà cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 800ml các bác, cứ nấu khoảng một bò hơn bò gạo là ok. Đấy, 800ml các bác nhá. Mâm miếc của nó cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, nồi miếc của nó rất là dày dẫn này. Đấy, hàng của nó thì khá là nhiều tem hướng dẫn các thứ luôn. Đấy, điện 220V, công suất của nó sẽ là 200W nhá, 200W. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Giá thì hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 270 cành. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng có thể kiểm tra. Đấy, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi em. Đó, hàng rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn. Giá thì khá hợp lý cho các bác luôn, một cái con nồi cơm như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bác. Dung tích của nó sẽ là mặc định của nhà sản xuất là 1.2L nhá, 1.2L. Đấy, 1.2L. Các bác nhá. Đó đây, dung tích của nó là 1.2L cả vỏ này. Đấy, công suất của nó sẽ là 220V và điện 220V và 200W, rất ngon lành. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Chỉ có cho các bác là đi một cái con nồi cơm như này, giá chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi cơm mini nhá. Đấy, nồi cơm mini. Nồi cơm mini giá sẽ là 270k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 270.000 cho con nồi cơm mini bao ship tận nhà. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V và dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Dung tích của nó là 2 lít các bạn. Đây, điện 220V này. Công suất là 200W này. Đấy, điện của nó thì từ 110 đến 220V nhá, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, từ 110 đến 220V. Dung tích của nó sẽ là 2 lít, chiều kích thước của nó sẽ là 26cm nhân 130 nhân 220 nhá. Đấy. Và dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác lên xem là cặp lồng điện. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Đây, nó sẽ là cái công tắc để các bác đóng ngắt này. Đấy, và đây thì khi các bác nhận được hàng thì con này nó sẽ có một cái quai sách này rất là tiện này. Các bác có thể mang đi công sở này, đi làm việc cũng được. Đấy. Ở đây thì bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái ô bằng inox như này. Bây giờ nếu các bác mua nguyên cái ô bằng inox như không như này thôi, đã cũng phải mất tầm khoảng 3-40.000 cho một cái ô inox như này thôi. Đấy, mà tổng của các bác có là đi 4 cái ô inox như này, 40.000 cái là 4-4-16-160 rồi. Đó, thế mà đây các bác mua được cả một cái cặp lồng điện đẹp như này. Đây là cái dây nguồn của nó nhá. Đấy, cả một cặp lồng điện đẹp như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng
nó như là cái nồi cơm điện này các bạn. Nồi cơm điện là đế này thì nó sẽ là một cái mâm bằng nhôm để đun nấu nhá. Đấy, các bác cắm dây nguồn vào đây chị em. Sau đó thì mình cắm trực tiếp điện 220 cũng được. Đấy, nó sẽ sử dụng điện 110 đến 220V và có 4 cái âu như này. Các bác cứ cho nước vào dưới, sau đó thì mình đun là nấu cơm, nấu nước hoặc là hấp, chiên, rán, xào, nấu đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả và sử dụng nó rất là hữu ích luôn. Ví dụ như là các bác buổi sáng mình soạn đồ ăn đi, soạn đồ ăn này. Đấy, âu một âu cơm này, một âu canh này, một âu thịt này, rồi nói chung là đầy đủ gia vị các thứ các bác cho vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng đến cơ quan công sở hoặc là các bác đi làm thì mình chỉ cần cắm điện vào cho em là xong thôi. Cắm điện vào là nó sẽ giữ nóng cho các bác rất là tốt luôn, hoặc các bác có thể nấu cơm trực tiếp được. Đấy, công suất của nó là 200W điện 110 đến 220V. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180k thôi. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k. 180k cho con cặp lồng điện như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa dây nhá. Các bác lên cho em là khóa dây. Đấy, lên cho em là khóa dây này. Bên shop thì luôn luôn để mặc định của nó sẽ là dãy số 0 như này nhá. Dãy số 0 như này. Đấy, còn khi các bác mở thì các bác có thể là khi các bác cài mật khẩu thì đây. Đấy, các bác xoay cái lẫy đi cho em này, có cái chiều mũi tên và chữ set này, các bác xoay theo chiều mũi tên này. Đấy, sau đó thì ví dụ như là em để mật khẩu là dãy số 1 này. Còn các bác sau khi để mật khẩu dãy số 1 này, các bác lại xoay trở lại cho em là xong. Đó thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 1 nhá. Đấy, em chỉ cần đảo đi một số là không mở được rồi các bác này. Đấy, một số là không mở được rồi nhá. Đấy, em cho về dãy số 1 thì lại mở bình thường. Bây giờ em cài lại mật khẩu thì em lại xoay cái này đi này, xoay theo chỉ kim đồng hồ này, em sẽ để về 0 này. Đó, sau đó thì em lại xoay trở lại thì mật khẩu vẫn là dãy số 0 như này. Thì xoay số 1 là không mở được. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20cm, các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa hoặc là dùng để mình khóa xe cũng rất là ok. Đấy, bây giờ ví dụ các bác muốn giữ trộm thì các bác có thể là khóa cái này vào cái vành xe cũng được. Đấy, có hơn không các bác nhá. Đấy thì các bác chỉ cần khóa vào cho em là xong. Đó, và không cần phải chìa chiếc gì cả. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái khóa dây này thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa dây nhá. Đó. Khóa dây, giá của nó sẽ là 80k trên một em nhá. 80.000 cho một em khóa dây như này, rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì cầm cho anh đi. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái khóa chữ U nhá. Đấy thì con này nó cũng là cái dòng khóa không cần chìa nhá, không cần chìa. Đấy thì nó sẽ là một cái dạng như là hình chữ U như này. Cho nên bên em gọi là khóa chữ U cho nó tránh nhầm lẫn với cái khóa dây kia. Đó. Thì con này rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ mở này. Và khi các bác cài mật khẩu thì cũng rất đơn giản thôi. Bên shop vẫn để mặc định là dãy số 0 như này và có hai cái vạch trắng đây. Các bác xoay đi cho em theo chiều kim đồng hồ này, sau đó thì các bác để dãy số 9 này, xoay lại này thì mật khẩu mới của em bây giờ là dãy số 9, em để về một số 0 đã là không mở được rồi nhá. Cho về dãy số 9 sẽ là mở bình thường. Các bác xem kỹ cái cách sử dụng luôn, cách hướng dẫn sử dụng luôn để mình về biết cách mình cài đặt nó đỡ mất công. Đó, không các bác nhận hàng các bác lại hỏi là cài mật khẩu như nào rồi thế này thế nọ nó mất công. Đó, cứ xem kỹ video đi. Đơn hàng từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship. Đó, bây giờ em lại cài lại mật khẩu thì em sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ như này. Đó, và em để là dãy số 0 nhá. Sau đó xoay trở lại thì mật khẩu của em vẫn là dãy số 0 mặc định như này. Đấy, lưu ý các bác là cài mật khẩu thì mình nhớ mật khẩu cho em để tránh việc cài xong rồi các bác lại hỏi là mật khẩu sao không được, thì các bác cài các bác làm mất mật khẩu rồi thì chịu không nhá. Đó. Nên cho em là khóa chữ U, giá sẽ là 85.000. Đó, khóa chữ U này. Con này thì các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa nhá. Khá là to luôn, khóa chữ U, giá sẽ là 85k nhá, 85k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7. Thì đợt này bên shop về cho bác một cái mẫu to gấp đôi nữa nhá. Đấy, mẫu to gấp đôi như đây. RP7 này sẽ có loại to và loại nhỏ nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Australia nhá. Đấy. Công dụng của nó thì nó sẽ là giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, nới lỏng dễ dàng các bộ phận đã bị rỉ sét này. Đấy. Làm ngưng tiếng kêu phát ra từ các cái vật liệu này và bảo vệ các loại kim lại chống rỉ sét ăn mòn nhá. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp lên các cái chỗ nào mà kêu cót két này, hoặc là nói chung là tất cả các như bên em đã hướng dẫn như ở trên. Đó, thì con này nó sẽ là hàng theo công nghệ của Australia nhá. Australia. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là RP7 to này, RP7 to nhá. RP7 to. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, còn con này thì nó sẽ là RP7 nhỏ này, RP7 nhỏ này, giá của nó sẽ là 35.000, 35k. Đó. Tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Chai to này sẽ là 50k, còn chai nhỏ này sẽ là 35k. Đó. Con chai to này thì dung tích của nó sẽ là 400 495 493 ml nhá.
Còn con nhỏ này sẽ là 247ml. Đấy, một chai to chai nhỏ. Các bác muốn lấy chai nào thì lấy, tùy theo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là kéo tỉa inox hàng made in Japan nhá. Con này thì giá sẽ là 50k. Đấy, và chiều dài của nó sẽ là 20cm cho một con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, kéo tỉa cán của nó thì màu inox sáng bóng như này nhá. Con này thì các bác dùng chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm các thứ rất là ok cho em. Đó. Giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là nó sẽ có cái cao su để các bác khóa cái cán như này. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật đây. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, made in Japan nhá. Hàng từ vỏ đến lõi đều là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, made in Japan nhá. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k. Đó. Kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho một em nhá. Bên em có cả cái cán nhựa thì giá sẽ là 40.000, cái cán nhựa đỏ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy. Có con kích thước to dài nhất, to nhất sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20, 15. Đó. Thì nó sẽ có 3 kích thước với 3 chiếc như vậy. Combo cho các bác là 3 chiếc. Giá thì đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Thớt xanh hết rồi đúng không? Thớt xanh hết rồi à? Các bác lên cho em là bộ 3 thớt kháng khuẩn nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Đấy. Bộ 3 thớt kháng khuẩn của Nhật bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này nhá. Đấy. Đây. Bộ 3 thớt kháng khuẩn này, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Thớt kháng khuẩn 5D nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Các bác có thể dùng để mình thái rau này, rồi thái thịt này, dùng là dùng đa di năng được hết luôn. Bộ 3 thớt kháng khuẩn, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho bộ 3 thớt như này. Lên cho em là bộ 3 thớt nhá. Bộ 3 thớt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho 3 cái thớt như này. Con to nhất của nó thì nó sẽ là 35 nhá. 35 x 25. Con nhỡ này thì sẽ là 30 x 20 và con nhỏ nhất này thì sẽ là 20 nhân với lại 15. Đó, 20 nhân 15. Một bộ của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này nhá. 3 chiếc như này và giá thì sẽ là 60.000 cho 3 chiếc thớt như này nhá. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Ấm pha trà, dung tích 1 lít, màu của nó sẽ là màu đen rất là đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Đấy, bên trong thì nó sẽ có cái lưới lọc inox như này, cực dày luôn. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê hoặc là pha các cái loại nước uống rất là ok. Bên trong của nó sẽ là inox 316 đây, su 316 này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ có chức năng giữ nhiệt cho các bác luôn nhá. Giữ nhiệt thì nó cũng là vừa phải thôi. Đấy, và các bác dùng để pha trà, pha cà phê rất là ngon. Giá thì chỉ có cho các bác là dung tích là 1 lít nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con ấm pha trà như này. Giá đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà này, ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. Con này siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải đánh răng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo cho các bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là 3 cái, 4 cái, 4 cái là bằng 20k. Đấy, 10 cái sẽ là bằng 40k nhá. Và 30 cái là một hộp này sẽ là bằng 110.000 nhá, 110.000. Siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc và đầy đủ màu mè cho các bác luôn nhá. Đấy, đầy đủ các màu như này. Combo cho các bác 4 chiếc là 20.000, 10 chiếc là 40.000 và 30 chiếc thì sẽ là 110.000 là một hộp. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Đầu bàn chải siêu mềm luôn, siêu mềm. Khi các bác đánh thì nó sẽ là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea nhá. Và nó đang bán trong các cái hệ thống siêu thị của Việt Nam mình là 36.000 Việt Nam đồng. Đấy, và bên shop sẽ thanh lý được cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 bốn chiếc thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, và hàng về theo lô nhá. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, thì các bác mua cho con em là em bán từ 4 chiếc là bằng 20k. Đấy, 10 chiếc sẽ là bằng 40k và 30 cái là sẽ là bằng 110.000 nhá, 110k. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên các bác lên giúp cho em đó là viên giặt xả nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là bao gồm là 5 túi. 5 túi, mỗi túi 20 viên. Và giá thì chỉ có cho các bác là nếu các bác mua lẻ như này thì một túi này của nó sẽ là 20.000 nhá. 20.000, 20k cho một túi như này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình giặt xả quần áo rất là ok nhá. Cả giặt cả xả luôn. Đấy. Thì con này nó rất là nhiều chức năng trong một cái túi giặt xả như này nhá.
Thứ nhất thì giúp cho các bác là tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Thứ hai là làm sạch này. Đấy, tẩy trắng làm sạch này. Và thứ ba là thơm nhá. Đấy, nó sẽ có ba chức năng. Đấy, tẩy trắng, làm sạch và thơm thì rất là ngon lành cho các bác luôn. Nó sẽ là thuộc cái dạng gel như này, thì các bác về các bác chỉ việc là ném trực tiếp vào quần áo là xong. Các bác cho em từ 3-5 viên tùy theo lượng quần áo nhé, tùy theo lượng quần áo. Một hộp này của nó thì sẽ là 5 bịch, 5 bịch thì sẽ là 80k nhé. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên một bịch nhé, 20k trên một bịch. Đó, 20k một bịch nhé. Còn lại là mua cả hộp như này thì cả hộp là 5 bịch nhé. Cả hộp 5 bịch giá thì chỉ có 80.000 thôi. 5 bịch 80k cho một hộp như này nhé, 80k cho cả hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái này nó là hộp đựng gạo nhá. Đấy, các bác lên cho em là thùng gạo. Đấy, cái thùng này để các bác đựng gạo. Con này thì nó sẽ là đựng được 10 kg gạo các bác, 10 kg gạo trong cái thùng như này. Hàng thì khá là dày dặn chắc chắn của thương hiệu Hokiro nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương công ty Việt Nhật nhá, công ty Việt Nhật. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật. Hàng của thương hiệu Hokori, nó Hokori như này. Đấy, rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng này. Đấy, một cái thùng như này và một cái ô để các bác đựng gạo này. Ô đựng gạo thì mình chỉ cần là cho gạo vào, sau đó thì mình nhấp như này. Nhấp như này là gạo nó sẽ tụt xuống nhá. Ở đây thì con này nó sẽ đựng yến gạo. Khi các bác nhấp như này thì cái lỗ này sẽ mở này. Và ưu điểm của dòng này thì nó sẽ là mình sẽ ăn được từ gạo cũ đến gạo mới, kể cả các bác còn 1-2 bò gạo cũ các bác cứ đổ lên chốc. Đấy thì mình lấy từ dưới lấy lên, lấy từ dưới lấy lên thì bao giờ nó cũng gạo cũ nó sẽ chảy trước. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá của nó sẽ là, chờ mấy phút nữa em. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy, 180.000 cho một cái thùng đựng gạo như này. Giá sẽ là 180k. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng gạo nhá. Thùng gạo 10 cân này, thùng gạo 10 cân. Đựng được 10 kg gạo, giá sẽ là 180k nhá. 180k. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Và đây, mình xin recommend cho mọi người một em thùng đựng gạo xinh xắn của nhà Hokori Việt Nhật. Kiểu dáng đơn giản, đẹp mắt, khiến cho không gian nhà bếp của bạn trở nên gọn gàng hơn. Chất liệu nhựa BB nguyên sinh, an toàn, bền bỉ và rất chắc chắn. Nhìn em này nhỏ gọn vậy thôi, nhưng sức chứa lên đến 10kg đó nha. Mình thích nhất em này ở điểm có nút nhấn, để lấy được đủ lượng gạo mình muốn mà không cần phải mở nắp. Chiếc ca này ngoài lấy gạo ra thì còn dùng để vo gạo nữa. Nắp đậy siêu kín, tránh được những em tiểu đường và mối mọt khỏi gạo nhà bạn. Còn chờ chiều gì mà không, chốt lên ngay một em này về nhà của bạn. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra cùng với ship cho em. Và các bác cũng làm sao mà mình cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì nó rất là mất công của em các bác nhé. Đó, bỏ tranh kéo mưa bộ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bàn chải điện nhé. Thì đây nó sẽ là một cái bàn chải rất là tiện ích, nó chạy bằng điện. Đấy, chạy bằng pin. Đấy, lên cho em là bàn chải điện, giá thì chỉ có cho các bác là bàn chải điện này. Bàn chải điện giá của nó sẽ là 60k thôi nhá. 60k cho một con bàn chải điện như này. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút, rung cực kỳ là mạnh luôn. Thì các bác dùng để mình đánh răng này, rồi vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện. Đó, bàn chải điện giá của nó sẽ là, đấy thì giá sẽ là 60.000 thì bao gồm một bàn chải như này. Đấy. Và về nhà thì các bác có kèm cho các bác là 4 đầu bàn chải luôn. Đấy, tính ra các bác mua bàn chải là chính thôi chứ còn máy không phải mua nữa rồi. Đấy, nguyên cái bàn chải này là đã kèm cho các bác là 4 cái rồi. Bỏ cái sấy đũa xuống đây để quay. Đấy thì nó sẽ là một cái bàn chải như này các bác này. Đấy. Độ rung cực kỳ là mạnh luôn các bác này. Đây. Đấy. Các bác này. Rung rất là mạnh luôn nhá. Đấy, nó rung rất là mạnh luôn thì con này dùng rất là tiện các bác này. Đấy, cho theo. Rung rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có các bác là chế độ làm sạch này, làm trắng răng này, rồi là vệ sinh nếu vệ sinh lợi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác này, các bác cứ giữ lì cho em nhé. Giữ lì thì bật và giữ lì thì tắt. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc về, các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Giá thì chỉ có bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này. Rất tiện các bạn, rất tiện luôn. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là khay hấp xôi nhá, khay hấp xôi. Giá thì khay bánh bao. Đấy, bằng inox cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Khay hấp bánh bao này, giá bao nhiêu nhỉ? 50.000 cho một con khay hấp bánh bao như này. Các bác chuyên dùng để mình hấp bánh bao này, rồi các bác đựng hoa quả cũng được. Đây, hấp bánh bao hoặc là các bác chuyên để đựng hoa quả cũng được, rất là đẹp.
Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, dày dẫn chắc chắn và ngon lành. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay hấp bánh bao như này, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái khay hấp bánh bao này thôi. Đấy, hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn và rất là đẹp luôn, và giá thì rất hợp lý, 50k nhá. Khay hấp bánh bao này, đó. Lên cho em là khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao. Khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một chiếc khay hấp bánh bao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái áo mưa thì nó sẽ có hai mẫu. Một là cái áo mưa choàng như này coi nhá, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa choàng có cả phần để chắn kính này. Đấy, rồi có cả cái phần để mũ đeo này. Đấy. Hàng này thì là hàng của công ty áo mưa Thành Nam, thì phần bán của nó sẽ là số 1 của Việt Nam luôn. Đó, hàng chất lượng này. Ở đây thì chất liệu của nó sẽ là thuộc cái dòng vải áo mưa bạt, áo mưa phủ bạt, cho nên là nó dày dẫn chắc chắn và rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100k. Đấy. Lên cho em là áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Con này nếu các bác mua ở ngoài cửa hàng hoặc dọc đường thì giá của nó khoảng 180-200, nhưng bên shop bán cho bác chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái áo mưa bộ này, áo mưa bộ. Thì khi mặc vào nó sẽ là như này, mặc vào như này các bác nhá. Đấy, mặc vào sẽ như này. Hàng thì của thương hiệu Thú Phong. Đấy, con này này thì nó sẽ là dòng VIP 1 rồi các bạn, dòng VIP 1 rồi. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều và cái giá của nó rất là hợp lý thôi. Đó, đây. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một quần một áo nhá. Cỡ XL là cỡ to, các bác dùng thoải mái luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải bạt phủ ni lông, cho nên là nó rất dày dẫn chắc chắn con này. Đấy. Và có kèm cho các bác là một cái mũ ở đằng sau nữa. Đấy, các bác dùng mũ thì mình tháo mũ ra. Đó. Toàn bộ sản phẩm như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. 190.000, 195.000 nhá. Đấy, 195.000 cho cái bộ áo mưa bộ như này. Đấy. Các bác lên xem là bộ quần áo mưa nhá, bộ quần áo mưa. Con này nếu các bác mua ở cửa hàng mà họ bán cho các bác thì tầm khoảng 250-300.000. Đấy, 250-300.000, nhưng mà bên shop chỉ gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là áo mưa choàng, giá thì chỉ có 195k thôi. Đấy. Áo mưa choàng này. Áo mưa choàng, giá của nó sẽ là 195k nhá. 195k cho con áo mưa choàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái máy sấy đũa nhá. Đấy, chuẩn bị vào cái mùa nồm ẩm thì đũa thìa của các bác dùng mà không vệ sinh tốt thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn rất là nguy hiểm. Và đây nó sẽ là một con máy như này các bác này. Đấy, về nhà các bác cắm vào cái chân USB nhà mình thôi. Đấy, cắm vào cái chân thẻ nhớ nhà mình, chân củ sạc điện thoại nhà mình thôi, rất là tiện. Về nhà thì các bác nhà nào cũng có cái củ sạc điện thoại rồi, các bác cắm trực tiếp vào đây chị em, nó rất là tiện ích luôn. Đấy, và đây thì các bác lật ra này, mình cho đũa vào đây chị em. Đấy, và đây nó sẽ có miếng dán sẵn nhá, về nhà các bác chỉ cần dán vào tường thôi. Và đây thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sấy hồng ngoại nhá, sấy tia cực tím nhá, cho nên là diệt khuẩn cực kỳ là tốt luôn. Đó, và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nghìn cái máy sấy đũa này nhỉ? Lên cho em là máy sấy đũa, giá sẽ là 100k nhá. Đó. Máy sấy đũa này. Đó. Máy sấy đũa giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy sấy đũa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy. Nó sẽ là một con máy như này, các bác lắp vào rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần dán vào tường này, sau đó sập lên, đấy, mở nắp ra, cho đũa cho thìa vào đây chị em. Sau đó thì các bác bật lên. Đấy, và nó sẽ có cái tia cực tím. Đấy, tia UV nhá, giúp khử khuẩn rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con máy sấy đũa như này. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác nên dùng. Đấy, đồ ăn, đồ uống là mình phải cần thiết để vệ sinh cho nó sạch sẽ, khử khuẩn cho các bác luôn. Đấy. Đấy, máy sấy đũa khử khuẩn bằng tia UV nhá. Khử khuẩn bằng tia UV rất tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái táo khô nhá, táo khô hàng của Nhật. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này, hãm nước uống này, hoặc là các bác có thể dùng để ăn trực tiếp được luôn. Lên cho em là táo khô, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, lên cho em là táo khô 100.000 cho một bịch như này. Bịch này thì cân nặng của nó sẽ là từ 800 đến 1kg. Đấy, lên cho em là táo khô nhá. Đấy. Táo khô. Giá thì chỉ có 100k trong bịch như này thôi. Táo khô của Nhật, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Một bịch này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 800 đến 1 cân nhá, từ 800 đến 1 cân, từ 7-800 đến 1kg. Đấy, thì em cũng không có cân cho nên không chắc là bao nhiêu. Và hàng về thì theo lô. Đấy, và táo thì cực kỳ to đều và đẹp luôn, to đều và đẹp. Ăn thì rất là ngon. Các bác có thể dùng để mình
gọi là ăn trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu, hoặc là các bác có thể dùng để mình hãm nước uống cũng được. Các bác sắc nước uống rất là hay. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Thì đây nó sẽ là một con camera giả cam, nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái đèn thôi, nó là một cái đèn năng lượng mặt trời. Đấy, có cho các bác là ốc vít, ốc viếc, bắt đàng hoàng và có cả điều khiển luôn. Đấy, lên cho em là cam mô hình, con này giá 100.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một tấm pin năng lượng mặt trời và một cái đầu mắt cam như này. Đấy, các bác bật lên này. Các bác bật lên cho em này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đấy, bật lên này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đó, sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Và có cảm biến nhá, có cảm biến. Có người đi qua thì nó sẽ sáng mà có người người ta đi về thì nó lại tắt nhá. Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Con này rất sáng. Các bác có thể vừa dùng làm cam mô hình này, vừa dùng làm đèn sáng luôn, rất là tiện. Đấy, thứ nhất là có đèn sáng để các bác sử dụng này. Thứ hai là nó sẽ là một cái con cam cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, để nó gọi là dọa trộm, khi mà trộm cướp nó đến thì nó thấy cái cam này thì nó cũng phải dè chừng các bác nhá. Đấy, thì nó rất là tiện. Thì lên mã giúp cho em là cam mô hình, giá sẽ là 100k nhá. Còn thì con này nó sẽ là một cái cam mô hình thôi, tức là nó giả cam thôi chứ không phải bằng camera đâu. Đấy, nó là giả cam thôi các bác nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi, chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Cam mô hình này, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đấy, 100.000 cho một con như này. Tiếp theo bên shop về cho bác cái khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Thì con này giá của nó sẽ là 50.000 cho một con khò ga trắng như này. Con này thì các bác về các bác lắp vừa hết với các cái bình ga của Việt Nam mình, rất là ok luôn. Đó. Và có điều chỉnh tăng giảm lượng ga ở đây. Đầu kết nối ga của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác có thể sử dụng rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái con khò ga trắng như này thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Giá sẽ là 50k trên một em khò ga trắng như này. 50.000 các bác nhá. 50.000 cho em khò ga trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dầu gội đầu clear nhá. Đợt này thì bên shop về thì nó chỉ còn cái hàng màu xanh thôi các bác nhá. Màu xanh thôi. Đấy. Và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 à. 80.000 cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Giá rất tốt cho bác luôn nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever của Thái Lan nhá. Đây. Bangkok Thái Lan các này. Đây. Bangkok Thái Lan. Hàng thì hàng của Thái Lan là các bác yên tâm mà sử dụng rồi. Con này ngoài cửa hàng họ đang bán 150.000, nhưng mà hôm nay bên shop về cho bác giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80k thôi nhá. 80k cho một chai dầu gội đầu clear như này. Hạn sử dụng của nó thì cực kỳ là lâu luôn, đến năm 2024 nhá, 24-25, cho nên các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và giá rất là tốt cho bác nhá. Con này thì các bác dùng để gội đầu cực kỳ là sạch luôn. Đó, sạch mát nhá, bạc hà, rất sạch mát luôn. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Giá này chỉ có cho các bác là 80k cho một chai dầu gội đầu clear như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu nóng. Dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây là một cái loại dầu để các bác có thể bôi để mình trị gọi là đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều được hết. Nó rất là tiện ích. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một chai dầu nóng như này. Có kèm cả cái con lăn này để các bác massage này. Đấy. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây. Đấy, về nhà các bác thì cũng đổ ra này cho em này. Sau đó thì mình bôi trực tiếp lên các cái phần nào mà mình bị nóng đau nhức này thì các bác bôi lên cho em. Đấy, nó rất là tiện ích luôn. Nó giữ nóng, làm nóng rất là tốt. Thì con này chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, các bác bôi hết cho em. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Dầu nóng Hàn Quốc này thì nó quá là nổi tiếng rồi các bạn. Quá là nổi tiếng rồi các bác này. Đấy, các bác bị đau mỏi các cái xương khớp này, đau dây thần kinh, đau thắt lưng này, vai gáy này, bôi hết vào cho em. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc đây, toàn bộ chữa Hàn hết nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Lên mã giúp cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc. Giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc này. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình xịt chống thấm nhá. Đấy. Công nghệ nano của Nhật Bản này, dung tích của nó sẽ là 450ml các bác nhá. Con này thì khi các bác sử dụng thì lưu ý cho em là mình phải lắc đều lên nhá. Lắc đều lên. Đấy. Các bác sử dụng thì mình lắc đều lên cho em. Sau đó thì các bác xịt lên các cái bề mặt nào mà nó bị nứt vỡ thủng, các bác xịt lên cho em. Nhưng trước khi xịt thì các bác lắc đều lên nhá. Lắc đều tay, lắc cho em khoảng 1 đến 2 phút cho nó thật đều lên, để cho nó có, thứ nhất là tạo ga, thứ hai là nó sẽ đẩy được cái phần mà cái đầu vòi này nó hay bị gọi là hay bị nghẹn ở cái đầu vòi này nhá. Đấy, các bác thấy không? Khi em xịt vào cái thì cái phân tử nano này,
phân tử nano nó sẽ là làm chín và nó lấp đầy các cái bề mặt như này. Đó, các bạn thấy không? Đây. Đấy, có công hiệu ngay, lấp kín các cái bề mặt luôn, các bạn thấy chưa? Thực tế luôn nhá, chứ không phải là hoa văn màu mè nhá. Đấy, thực tế luôn. Đấy, lấp kín các cái phần lỗ khe hở như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó rất là tốt luôn nhá, rất là tốt luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ lấp kín chảy đầy vào các cái phần lỗ hở như này thì nó sẽ giúp cho các bác là bịt kín các cái lỗ hở như này, rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50 cành cho một bình như này các bạn này. Đây các bạn này. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc. Đây thì em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Philips. Con này thì nó sẽ là công suất của nó sẽ là 2800W nhá, 2800W. Đó. Sử dụng điện 220V. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Philips nhá. Philips sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 2800W nhá. Đó. Có một hai công tắc đây, có hai công tắc này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Đấy, và rất ngon cho các bác luôn. Giữ nóng cực kỳ là nhanh nhá, nóng cực kỳ nhanh luôn. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá, sấy tóc Philips đây, hàng của Nhật các bác này. Đấy, điện 220V, công suất của nó sẽ là 2800W. Giá thì chỉ có cho bác là 130.000 cho con sấy tóc Philips này thôi. 130k nhá. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá sẽ là 130.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 80.000 cho một con như này, 80.000 cho một con như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ có gioăng giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác. Đấy, các cái phần kết nối này bằng đồng hết này. Đấy, và bên trong này nó con này nó thuộc cái dạng như là một cái chuyên để các bác chống giật cho bình nóng lạnh thì các bác lắp các cái vòi nước qua đây cho em. Lắp cái vòi nước qua đây cho em. Đấy, đầu nóng, đầu lạnh các bác lắp hết qua đây cho em. Đó. Hai đầu nóng lạnh đều lắp qua đây cho em và nó sẽ phát huy cái tác dụng của nó là chuyên để chống giật nhé, chuyên để chống giật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một cái chống giật nóng lạnh như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đấy, về nhà lắp đặt thì rất là dễ thôi. Các bác chỉ cần lắp cho em vào như này nhá. Đấy, lắp vào đầu bình sau đó thì mình dẫn nước và tăng điện trở của nước xuyên qua vách chống điện, từ đó làm giảm dòng điện chạy qua cơ thể người. Điện áp 220V sau khi đi qua phụ kiện chống giật chỉ còn khoảng 12V. Thấp hơn điện áp an toàn của cơ thể con người 36V, đảm bảo an toàn. Lắp đặt dễ dàng. Bạn chỉ cần mua về rồi dùng cờ lê mở dây nối của bình và lắp thêm vào là được. Bảo vệ cả gia đình tránh ta, y nạn, nơ xảy ra nếu rò rỉ điện từ bình nóng lạnh. Đầu vặn phi 21mm vừa mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường. Nguyên lý hoạt động, kéo dài đường dẫn nước và tăng điện trở của nước xuyên qua vách chống điện, từ đó làm giảm dòng điện chạy qua cơ thể người. Điện áp 220V sau khi đi qua phụ kiện chống giật chỉ còn khoảng 12V, thấp hơn điện áp an toàn của cơ thể con người 36V, đảm bảo an toàn. Đó, các bác chỉ cần lắp cho em là các bác chỉ cần lắp cho em là hai dây, một dây nóng một dây lạnh, mỗi dây một cái như này. Đấy, con này thì nó sẽ làm giảm điện áp nhá. Điện áp từ 220V giảm xuống còn 12V. Tức là điện 12V là một cái dòng điện áp an toàn và các cái phần kết nối này đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là chống giật bình nóng lạnh, giá sẽ là 40k một chiếc. Bình thì có hai dây, một dây nóng một dây lạnh, nên các bác phải mua hai cái nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh này, đó. Chống giật nóng lạnh. Đó, chống giật nóng lạnh này. Nóng lạnh giá của nó sẽ là 40k trên một cái. Một dây một bình là hai chiếc, nên các bác bắt buộc phải mua hai cái để mình dùng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
chị đèn các bác này. Đấy, lên mã. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái led. Các bác lên mã giúp cho em cái này là led gì nhỉ? Qua lên cho em là led giọt lệ nhá, led giọt lệ. Đấy thì nó sẽ chảy xuống như một cái giọt lệ như này. Và con này thì một bộ của nó là 8 cái nhá, 8 cái chiều dài của nó sẽ là vào khoảng 45 cm. 8 cái và chiều dài khoảng 45 cm. Và con này thì nó sẽ có các bác, cho các bác là một cái đầu để các bác có thể kết nối được các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác một cái đầu đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này để các bác kết nối với các cái bộ khác đều được nhá. Đây nó sẽ có sẵn một cái cục nguồn như này rồi. Có sẵn một cái cục nguồn như này rất là tiện. Đấy, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Và khi kết nối các cái bộ với nhau thì các bác chỉ cần là cắm vào như này là xong này. Đấy, là nối được hết các bộ với nhau này. Đấy, cắm như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái jack kết nối như này rồi, rất là tiện này. Các bác cứ nối bộ nọ vào bộ kia cho em, rất là tiện luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ led giọt lệ này thôi. Lên cho em là led giọt lệ nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Và các bác cứ kết nối từ cái đầu nọ sang cái đầu kia cho em. Đây nó sẽ có cái đầu kết nối như này. Các bác cắm ở đây này. Đấy là nó sẽ kết nối này. Rất tuyệt vời luôn các bác này. Đó, đây. Rất đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Đó, nó sẽ là như một giọt lệ chảy xuống như này, rất đẹp luôn. Lên cho em là led giọt lệ, giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ như này nhá. 80.000 cho một cái bộ led giọt lệ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Và ở đây thì nhà sản xuất người ta sản xuất mặc định nó đã là các cái đầu nối như này rồi. Các bác có thể mua 2-3 bộ về mình cắm nối tiếp vào như này cho em là xong. Bác nào cẩn thận nữa thì mình lấy băng dính mình quấn vào để cho nước nó khỏi vào trong là xong nhá. Ở đây thì nó đã có chống nước rồi nhưng mà các bác cẩn thận các bác quấn thêm băng dính vào cho em là xong. Đó, lên cho em là led giọt lệ. Giá của nó sẽ là 80k cho một 80k cho một quận một bộ như này. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho bác là 8 thanh, 2 này, 4 này, 6 8 thanh và mỗi thanh của nó dài là khoảng 45 cm. Đấy, như trên hình em vừa đã cắm vào cho các bác xem đấy. Đây. Đấy, đây của nó nguyên bản một bộ sẽ là như này các bác này. Đấy. Rất đẹp cho các bác luôn nhá, rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn, rất đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là led giọt lệ nhá, led giọt lệ. Led giọt nước. Đấy, led giọt nước giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k trong cái bộ led giọt nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đuôi đèn như này. Con này nó chỉ khác cái đuôi bình thường là nó có cái cảm biến thôi, chứ còn là nó cũng như cái đuôi đèn bình thường, giống như cái đuôi bóng đèn bình thường. Thì về nhà các bác chỉ cần đấu vào cho em là xong. Đó, đấu vào cho em là xong nhá. Đấy, nó sẽ cũng giống như cái đuôi bình thường thôi, không có gì khác nhau cả. Về nhà các bác đấu điện 220 vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, ví dụ như là sáng cả ngày, sáng nguyên ban ngày, sáng ban đêm. Đấy, hoặc là chế độ điều chỉnh là 16 giây, 32 giây và 262 giây. Có ốc áp, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì một cái đuôi đèn cảm ứng như này, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Giá thì chỉ có cho bác là 60k thôi. Đuôi đèn cảm ứng này, đấy, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sang ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, rất ok nha. Rồi sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình ắc quy nhá. Đấy, thì bên shop có hai mẫu. Một là sạc 12V, hai là sạc 24V. Đấy, 12-24. Còn con này là nguyên 12-0. Con nguyên 12-0 này thì sẽ là 190.000 cho con. Con này chỉ sạc nguyên 12V thôi nhá. Đấy, lấy cho anh cái 24 này. Con này thì chỉ sạc bình 12V thôi. Ở đây thì nó sẽ là một đầu dương, một đầu âm. Đấy, cái phần đầu kẹp này của nó cực kỳ chắc luôn. Đấy, cái lò xo của nó này, lò xo siêu chắc luôn. Đó, và con này thì nó có là chống ngược chiều này, rồi khử xun phát này, rồi kích thích tăng tuổi thọ của bình và tự ngắt khi mà bình đầy nhá. Đấy, thì con này là sẽ là sạc 12V nhá. Lên cho em là sạc 12V thì giá của nó sẽ là sạc 12V thì sẽ là 190.000. Đó. Lên cho em là sạc 12V này, sạc 12V giá sẽ là 190k nhá, 190.000. Hàng này của nó thì nó sẽ xuất đi khá là nhiều nước luôn.
Anh này, Pháp, Mỹ này, Tây Ban Nha này, Ý này, đấy, Nga này, Russia các bác này, đấy, rất nhiều nước nhá, đấy, Italia này, đấy, rồi Pháp này, rồi Tây Ban Nha này, đấy, Đức này, đó, rất nhiều nước luôn, Germany nhá, đó. Thì con này giá của nó sẽ là con sạc bình 12V này thì giá của nó sẽ là 190.000 cho con bình 12V nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu sạc bình đó là 12-24. Con này thì các bác lên cho em là sạc 12-24 đây. Đấy, 12-24V, sạc 12-24 này, 12-24 giá sẽ là 290k. Thì con này đã bao ship cho các bác luôn, 290.000 cho con sạc 12-24 này. Và bao ship đến tận nhà, con này to hơn một chút, sạc được cả bình 12 cả bình 24, đầy đủ chức năng khử xuân phát, đảo chiều, đấy, tăng tuổi thọ của bình. Đấy, rồi tự ngắt nhá. Đấy, khi các bác kẹp mà bị đảo chiều thì nó rất là tiện ích, là nó sẽ tự nó sẽ không hoạt động nhá. Đấy, thì nó sẽ báo cho các bác luôn là chế độ đảo chiều, thì các bác cho lại kẹp lại chiều khác là xong. Còn nếu mà như một cái bình truyền thống, mà cái sạc truyền thống mà các bác dùng không cẩn thận là nó sẽ cháy bình luôn. Đấy, đứt cực luôn. Nhưng mà con này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này là sạc cả 12 cả 24 thì 290.000. Còn con sạc nguyên 12 không này thì của nó chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Đó, thì nó sẽ có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, nó sẽ phù hợp với công năng, nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác thôi. Còn cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn nhá. Đấy, bóng đèn thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại là 8 cánh và một cái loại là một loại 8 cánh và một loại là bộ 5 cánh thôi nhá, 5 cánh. Đây, con này nó sẽ là con 8 cánh con này. Đấy, 8 cánh. Con 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Hàng siêu sáng cho bác luôn nhá, siêu sáng cho bác luôn. Cánh thì có thể gấp gọn nhá. Đấy. Con này thì sáng chó sáng trang luôn, sáng chóe luôn các bác nhá. Đó, 200W, công suất của nó là 200W và giá sẽ là 190k, 190.000. Đấy, thì các bác lên cho em là đèn 8 cánh nhá. Đấy, đèn 8 cánh này, giá của nó sẽ là 190k cho một con đèn 8 cánh như này. 190.000 nhá. Hàng siêu sáng cho các bác luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho một con đèn 5 cánh như này con này. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000. Hàng này cũng rất là sáng luôn các bác nhá, rất sáng luôn. Đây. Đấy, công suất của nó là 100W và giá thì chỉ có 120k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn 5 cánh nhá. Đấy, 5 cánh, giá của nó sẽ là 120k. Đó, 120k thì cái mã đèn 5 cánh như này. Vậy là có hai mẫu cơ bản, thì hai mẫu này bên em bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái hàng rất là phổ thông, à, dễ bán, dễ sử dụng và có thể gấp gọn để mang đi chiến công trình hoặc sử dụng trực tiếp ở nhà. Đây. Đấy, thì đây em cũng đang sử dụng thực tế đây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái con 5 cánh này, sáng chói chang luôn các bác, rất là sáng luôn. Đấy. Thì đây em dùng để em quay video đây, rất sáng luôn các bác. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho cái con 5 cánh và 190.000 cho cái con đèn 8 cánh như này nhá. Đó. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, phù hợp với nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác là ok. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Con này thì dung tích của nó là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình 20 như này. Đấy, hàng inox 304. Đây cái nắp của nó đây. Nắp của nó là gioăng nhựa như này, gioăng nhựa nguyên sinh. Đó, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, các bác khi các bác mở ra chỉ cần là ấn này thôi là nó sẽ bật ra. Đấy, các bác cho nước vào đây. Đấy, và rót ra có phễu viếc đàng hoàng. Con này thì các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước nóng, nước lạnh đều được. Nhưng mà con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Lên mã giúp cho em là bình 20 nhá. Bình 20, giá sẽ là 80k trong con bình 20 như này. Inox 304, dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Con này thì không có chức năng nóng lạnh đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước bình thường thôi. Nhưng các bác vẫn có thể cho nước nóng, nước lạnh vào đây. Đấy, thì khi các bác đậy nắp vào thì nó cũng có thể giữ cho các bác một cái thời gian nhất định, nhưng mà nó sẽ không giữ được lâu đâu. Tại vì con này nó sẽ là một cái dòng bình bình thường thôi. Dung tích 2 lít cả vỏ bằng inox, rất đẹp, dày dẫn và chắc chắn. Và cái giá thì cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là sạc. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy, dòng của nó sẽ là iPhone 14 Pro Max chuyên để sạc nhanh. Đấy, bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này, một củ một dây như này. Lên cho em là sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái con củ và dây sạc nhanh như này thôi. Đấy, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone giá sẽ là đấy, sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k. Đó. Sạc nhanh chuyên dùng cho iPhone nhá, chuyên dùng cho iPhone. Giá của nó sẽ là 60k cho con sạc nhanh iPhone như này.
Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng đó là cái củ sạc đa năng nhá. Đấy, lên mã cho em là củ sạc đa năng. Thì con này nó sẽ là cũng là của iPhone 14 Pro Max và nó sẽ là một cái dòng củ sạc các bác. Đấy, một cái dòng củ sạc như này. Đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng củ sạc có ổ cắm. Đấy thì ở đây nó sẽ là của iPhone 14 Pro Max này và có hai chân sạc USB và hai chân sạc Type-C. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 80.000 thôi. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Đấy, còn con kia là dây sạc nhanh iPhone nó khác. Còn con này nó sẽ là chỉ có nguyên củ thôi, về nhà các bác phải tự cắm vào cái dây của nhà mình. Đấy, cắm vào dây sạc nhà mình đó. Lên cho em là củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc iPhone. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Cái này là nguyên củ không, còn cái này là cả củ cả dây luôn. Thì em gọi là sạc nhanh iPhone, dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone, còn cái này là củ sạc iPhone, khác nhau hoàn toàn các nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là kia bát úp mì nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một em bát úp mì này thôi. Đấy, 50k một em. Các bác có thể dùng là chức năng thứ nhất là mình dùng để úp mì, tại vì là nó sẽ có nắp đậy để các bác úp mì cho nó nhanh chín này. Thứ hai là có cái phần nhựa bên ngoài để các bác lót cho nó khỏi trơn, khỏi bị nóng này. Thứ ba là bên trong bằng inox, rất sạch đẹp, sáng bóng luôn. Đó, và nắp đậy của nó thì cực kỳ khít luôn nhá. Nắp đậy cực kỳ khít luôn, rất là khít. Đấy, và khi mở các bác phải mở đẩy tay thì mới ra được, rất là chắc chắn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con bát úp mì như này. Giá của nó sẽ là lên cho em là bát úp mì nhá. Bát úp mì 50.000 thôi. Bát úp mì. Giá sẽ là 50k một chiếc, 50k trong con bát úp mì này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là 250 đến 300ml nhá, 300ml. Nói chung là úp một gói mì vào đây là thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình chè inox nhá, bình chè inox đây, nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì sẽ là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, có gioăng giếc đàng hoàng luôn. Đấy, có gioăng giếc đàng hoàng, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để đựng trà, đựng cà phê, đựng đỗ, đựng lạc, đựng vừng, nói chung là rất là đa chức năng luôn. Hàng bằng inox thì sạch đẹp, sáng bóng, có 3 màu cho bác luôn nhá. Đấy, con bé này thì sẽ có cho các bác là 3-4 màu luôn. Màu vàng gold này, màu đỏ đô này, màu inox và màu đen nhá. Đấy. Con này thì đựng được khoảng 2 lạng chè, đựng được khoảng 2 lạng chè. Và giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Con bé. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con bình trà inox như này, bình trà inox và nó sẽ phân ra làm 4 màu các bác nhá. Đấy, 4 màu. Đấy, bên shop có 3-4 màu như này thì tùy theo các bác lựa chọn này. Màu đen, màu inox, màu vàng, màu đen, màu inox, màu vàng và màu đỏ này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình trà to này. Đấy, bình trà inox to, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng nhá, 4 lạng. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 4 lạng và cái giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con bình trà inox 4 lạng như này. Cái này màu gì nhỉ? Giờ còn màu gì? Còn màu đỏ à? Đấy, giá thì 130.000 và có cho các bác là màu đỏ nhá, màu đỏ như này. Đó, màu đỏ. Và còn một con màu vàng gold này nữa nhá. Còn một con màu vàng gold thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Màu vàng gold thì em chỉ còn một con thôi. Còn màu đỏ đây, màu đỏ rất là đẹp luôn các bác nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó, xin gửi lời chào tới quý các bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các bác cứ mua hàng đơn hàng từ 200k trở lên là bên em sẽ bao ship, rất là đơn giản thôi. Thì các bác cứ xem cân nhắc kỹ trước khi mua hàng, tránh việc hàng gửi đến các bác không nhận. Các bác xem kỹ các cái mặt hàng, các cái mã hàng và các cái sản phẩm của bên em cho nó phù hợp với công năng, nhu cầu, mục đích và các cái mong muốn của mình thì mình đặt hàng các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ, mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái tô vít đen trợ lực nhá. Con này thì giá chỉ có 60 cành thôi, nó sẽ là một con vít như này các bác này. Đấy, một tay công như này, một tay công và một cái bộ vít như này bao gồm là 2, 4, 6 cây. 6 cây này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 12 đầu này. Đấy, to, nhỏ, lớn, bé, lục giác, ba khe, tam giác đầy đủ cho các bác luôn. Đó, và các bác lấy một con bất kỳ, sau đó thì mình lắp vào đây. Con này của nó thì nó sẽ có điều chỉnh cho các bác cái chế độ dài ngắn ở đây nhá. Đấy, các bác có thể cho ngắn nhất là nó sẽ như này. Đó, dài thì các bác có thể đẩy dài ra tùy theo. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là có xoáy nhanh này, có đảo chiều luôn nhá. Đấy, có đảo chiều ở đây. Đấy, có đảo chiều xoáy ra xoáy vào và cái con này thì thép CRV và có trợ lực rất là tốt luôn. Thì một con vít đen như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k thôi. Lên cho em là vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000.
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ xem và mua đủ 200 là được bao ship rồi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Đó. Vít đen trợ lực này, vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trong con vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bạt phủ xe nhá, bạt phủ xe. Đấy, nó sẽ là một con bạt và nó thuộc dạng là vải bạt tráng ni lông nhá, vải bạt tráng ni lông. Của nó thì chiều dài là 2m và chiều rộng của nó sẽ là 1m, chiều rộng 1m nhá. Đấy, và con này các bác chùm lên xe đạp, xe máy, xe tay ga, xe đạp điện cái thứ đều ok hết. Lên cho em là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe này. Bạt phủ xe giá thì chỉ có cho các bác là 50k trong chiếc bạt phủ xe này thôi. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác này nó sẽ là một cái con bạt như này. Đấy, và đây là một cái con xe lết rất là to luôn, và nó cũng phủ đi rất là gọn các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình sử dụng để che phủ xe đạp, xe máy, xe đạp điện và các cái dòng phương tiện khác đều ok hết nhá. Đó. Hàng của nhà em thì nó đúng như trong video này luôn. Đó, và phủ che như này rất là tiện nhá. Xe máy, xe đạp điện, và khi gấp vào thì nó rất là gọn các bác nhá. Đây. Khi gấp vào nó chỉ nhỏ gọn như này thôi này. Đấy, nhỏ gọn như này thôi cho nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 cho một cái bạt phủ xe như này nhá. Đấy, gấp vào nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể để vào trong cốp xe hoặc là bỏ túi áo, túi quần đều được. Khi nào mà mình dừng đỗ hoặc là các bác mang đi làm, đấy, mà ví dụ xe cộ mình để ngoài trời thì mình phủ cái này lên cho em, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn năng lượng F1. Thì con này nó sẽ là thuộc dạng năng lượng mặt trời. Các bác không cần phải dùng ấy nữa, không cần phải dùng pin nữa, không cần phải dùng điện nữa. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này và một tấm pin rời như này. Cái dây của nó thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Đấy, và có điều khiển nhá, và có 3 chế độ sáng. Con này thì rất là sáng luôn. Đấy, rất sáng luôn cô nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là, con này bao nhiêu nhỉ, 130.000 các bác nhá. Đây, tắt đi này, bật lên này, và có chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này. Nói chung là rất là sáng luôn các bạn, rất là sáng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, có điều khiển này, bật này, tắt này. Đấy, bật này. Đấy, và có cho các bác là cảm biến nhá, cảm biến các bạn. Đấy. Cảm biến khi có người đến thì nó sẽ sáng và không có người đến thì nó sẽ tắt nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, có cái mắt cảm biến ở đây và rất là sáng luôn. Có tấm pin năng lượng mặt trời như này, về nhà các bác chỉ việc cắm vào cho em là xong thôi. Đó, rất hợp lý nhá. Có giá đỡ quay, giá đeo các thứ đàng hoàng nhá. Cầm cho anh cái đèn ấy ra đây. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn F1 như này. Lên cho em là đèn năng lượng F1. Giá bên shop đang gửi tới các bác một giá là 130.000 nhá, 130. Lên cho em là đèn năng lượng F1 này. Đấy. Đèn F1 giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con đèn F1 như này. Đó. 130.000 cho con đèn F1 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con này lên là cái đèn gì đấy? Đèn xanh. Cái này các bác lên cho em là đèn xanh 13 nhé. Con này giá sẽ là 250.000. Con này của nó thì 100% là pin năng lượng mặt trời và không có dây dọa lằng ngoằng gì cả, và nó sẽ có tấm pin sạc như này. Về nhà các bác chỉ cần là để ra ngoài trời là xong. Và con này thì nó là dòng siêu sáng luôn. Mặc định của nhà sản xuất thì con này của nó sẽ là 300W nhé. Đây, mặc định của nhà sản xuất này, công suất của nó là 300W, thời gian chiếu sáng là từ 5 đến 6 tiếng nhé, từ 5-6 tiếng, công suất là 300W, hàng năng lượng mặt trời. Đấy, cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Chiều dài thì khoảng 20cm, chiều rộng thì khoảng 17-18cm. Và con này thì nó là dòng siêu sáng luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh thì rất sáng luôn. Sáng vàng này, sáng trắng này, đó, trung tính này. Và cấp nhấp nháy cảnh báo SOS nhá. Đó, SOS cho các bác luôn. Đó, SOS như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn xanh 13. Con này thì các bác có cả chân cắm sạc và các bác có thể dùng pin năng lượng mặt trời cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhé. Đấy, các bác dùng cắm sạc cũng được mà dùng pin năng lượng mặt trời cũng được. Đây, nó sẽ có sẵn một tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Các bác về có thể cắm sạc trực tiếp hoặc là dùng pin năng lượng mặt trời. Con này thì công suất của nó là mặc định của nhà sản xuất là 300W nhé, 300W, hàng pin năng lượng mặt trời. Đấy, rất sáng các bạn, rất sáng và rất tiện ích luôn. Lên mã thì con này các bác lên mã giúp cho em, đó là đèn xanh 13 nhá. Đó, đèn nó màu xanh mà, lên cho em là đèn xanh 13. Giá của nó sẽ là 250.000 à. 250k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. 250.000 và bao ship cho con đèn xanh 13 như này. Con này thì rất tiện, các bác có dùng để chiến công trình, ăn cơm, ăn nước, sửa chữa đồ nghề, đề phòng khi mất điện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng 3 cánh nhá.
lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Con này thì nó cũng là một tấm pin năng lượng giờ như này, kèm thêm cho các bác là một điều khiển. Đấy, và dây thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này nhá, một con đèn như này. Con này thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, siêu sáng luôn. Có cái công tắc ở đây đằng sau đây, các bác gạt lên cho em. Sau đó thì mình bật lên này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 cánh luôn và rất là sáng nhá. Đấy, và có thể đảo hướng đảo chiều như này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này hoặc là dùng làm công việc rất là ok. Và đây thì các bác cắm cái chân tích năng lượng vào đây cho em. Đấy, cắm cái chân tích năng lượng vào đây các bác nhá. Đó. Con này thì lưu ý các bác là khi mình muốn sử dụng thì mình phải rút cái chân năng lượng này ra nhá. Đấy, khi cắm cái chân năng lượng vào thì nó sẽ không lên. Đây điều khiển của nó này. Đấy, sẽ có tắt đi này, bật lên này, cảm biến có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy, chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này. Đấy, chế độ 1 là sẽ là rất sáng luôn nhá. Đấy, sáng trắng như này các bác này. Đấy, và pin LED, sử dụng pin năng lượng mặt trời, rất là ok. Giá thì rất hợp lý nhá, một cái con đèn năng lượng mặt trời như này. Lên cho em là đèn 3 cánh nhá. Đấy, đèn 3 cánh. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn 3 cánh này. Đó. Đèn 3 cánh. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn 3 cánh như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bàn là nhá. Cầm cho anh ở cái bàn là kia đây. Thì hôm nay bên shop về cho bác cái mẫu bàn là này thì bên em lên nó sẽ là bàn là đứng và giá của nó sẽ là 370.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là dòng bàn là hơi nước và thuộc dạng là bàn là đứng nhá. Bàn là đứng. Có kèm cho các bác là một cái khay để các bác đựng nước này. Đấy, và đây là cái đầu của cái đầu bàn là, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó. Và hơi nước nó sẽ ra ở đây. Hơi nước này của nó thì nó sẽ là siêu nóng luôn. Và khi các bác là thì cực kỳ an toàn. Hàng thì của thương hiệu Socani của Nhật nhá. Công suất của nó sẽ là 1.500W. Dung tích nước của nó sẽ là 260ml, sử dụng điện 220V. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Đây, khi bác sử dụng thì nhấp vào đây cho em này. Đấy, nhấp vào đây cho em. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng, sắc nét và rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Khi bác cho nước thì tháo này ra cho nước vào đây cho em. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 370.000 bao ship đến tận nhà cho một con bàn là đứng như này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng và giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Con này thì các bác nên mua sử dụng nhá. Đấy. Thứ nhất là khi mà mình sử dụng ấy thì nó sẽ nó là thuộc dạng bàn là đứng cầm tay, thì khi các bác sử dụng thì không bao giờ lo bị cháy quần áo, tại vì khi các bác đã dùng là bắt buộc mình phải cầm tay để mình là, còn khi mà mình không dùng nữa là mình bỏ ra ngay. Đấy, bỏ ra ngay để ra ngoài chứ nó không để lên chốc quần áo như là cái dạng bàn là nhiệt bình thường. Đó. Thì dùng nó rất là an toàn. Lên mã giúp cho em là bàn là đứng, giá thì chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Đấy. Bàn là đứng này. Giá sẽ là 370.000. Và bao ship nhá, 370.000 và bao ship cho con bàn là đứng như này. Là cực kỳ là ngon và mượt quần áo luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Này, đấy khi các bác dùng thì nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích luôn. Đó, và khi mình là thì mình chỉ cần kéo xuôi như này thôi là nó sẽ phẳng luôn. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Con này thì cũng rất là khỏe các bạn, rất là khỏe luôn. Đây, đấy, lẫy của nó này, các bác có thể bóp cái lẫy này để xuống, gạt xuống này, đấy, gạt xuống. Hoặc là mình đẩy lên này. Và con này thì nó sẽ là châm nước ở đây nhá, châm nước ở đây. Đấy, các bác châm nước ở cái quai này cho em này. Đấy, châm nước vào đây cho em. Con này thì nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình đi du lịch, đi công tác. Hoặc là các bác sử dụng ở nhà cũng rất là ok thôi, rất nhỏ gọn. Có điều chỉnh như này, đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 135.000 thôi, cũng là hơi nước nhá. Mâm của nó là mâm gang, nóng cực kỳ là nhanh luôn, nóng rất là nhanh. Đấy, nhỏ gọn, chiều dài khoảng là 18-20cm, chiều ngang thì vào khoảng là 7-8cm thôi. Đấy, và rất nhỏ gọn, tinh tế luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá, các bác châm nước vào đây cho em. Đấy, thì một con bàn là hơi nước như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 135.000 thôi. 135.000 cho một con bàn là hơi nước như này, sử dụng điện 220V. Đấy, và công suất của nó là 700W nhá, nóng siêu nhanh luôn. Nóng siêu nhanh và rất tiện ích các bạn. Đó, thì con này các bác cũng nên mua sử dụng để mình có thể là đi mình dùng để đi du lịch hoặc là sử dụng ở nhà cũng được, nó rất là tiện ích. Và con này thì giá nó vừa tiền hơn để cho các bác có cái nhiều sự lựa chọn hơn. Lên cho em là bàn là mini nhá. Đó. Bàn là mini giá sẽ là 135.000 nhá. 135.000 cho con bàn là mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá, cân 10. Con này thì nó sẽ là cân được 10 kg nhé, cân được 10 kg. Đó, và hàng của Đức này,
Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức đây, rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ là, mang ra ngoài nó nhận thôi. Nó sẽ là một con cân và sử dụng hai quả pin. Hai quả pin con thỏ nhỏ. Đấy, sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ đây. Rất là tiện, các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đó, hai pin con thỏ nhỏ này lắp vào cho em, sau đó thì các bác đậy nắp lại. Đó, các bác mình đậy nắp lại này. Đó. Đậy nắp lại, mình sử dụng thôi. Đó. Con này thì khi các bác cân thì để cho em chế độ là, để cho em chế độ là gam nhá. Đấy, tại vì con này nó cân bằng gam thì các bác để cho em chế độ là gam cho em. Đó. Rất là tiện ích. Khi lắp pin thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá, lắp đúng chiều cho em. Sau đó để chế độ gam cho em. Các bác lắp pin và sau đó thì để cho em là chế độ là gam như này nhá. Chế độ gam như này, và con này thì nó sẽ có chức năng trừ bì luôn, cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Đó, đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đó, đây ví dụ như là em đặt cái con bàn là này lên này, thì con này dung tích của nó, cân nặng của nó sẽ là 400. Các bác để thẳng cho em nhá, và tránh bị rung động hoặc bị gió nhá. Đây của em đang bị gió rất là to cho nên nó sẽ di chuyển mức cân. Tại vì tính bằng gam thì nó gần như là nó phải chính xác 100% luôn. 458 cân nhá. Đây của em nó đang hơi bị nhiều gió đây. Đấy, chỗ này hơi nhiều gió cho nên là đây 461 gam. Sau đó các bác nhấn chức năng trừ bì nhá. Đấy, nhấn chức năng trừ bì cho em. Thì các bác chỉ cần là nhấn cái nút nguồn như này nó sẽ về không này. Sau đó thì các bác đặt lên để các bác lại cân tiếp các cái món khác. Sau đó thì các bác bỏ ra thì nó lại về cái mức cân cũ của nó nhé. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cân 10 như này. Con này nó sẽ là cân được 10 cân nhé. Cân được 10 cân. Và giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Con này các bác dùng trong nhà bếp này. Rất là tuyệt vời luôn. Rất là tiện ích nhé. Lên mã giúp cho em đó là cân 10 này. Cân 10. Nó sẽ cân được 10kg nhé. 10kg. Và giá sẽ là 160k. 160.000 cho một con cân 10 như này. Cân được 10kg. Tiếp nha, thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhá. Con này nó sẽ là một con máy xay rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy. Một thân máy như này này, một thân máy đây. Đấy, một thân máy kèm thêm cho các bác là một cái bộ lưỡi bao gồm là bốn lưỡi này, bốn lưỡi các bác cho vào đây cho em. Đây. Đấy, và cái nắp đậy này, nắp đậy có độ khít rất là cao luôn nhá. Đấy. Sau đó thì các bác sẽ có là một cái lắp đậy thì nó sẽ có cái gioăng như này, các bác lắp cái gioăng này vào cho em này, đấy, lắp cái gioăng này vào đây, đấy. Đây cái gioăng này của nó các bác lắp vào đây cho em nhé, đó, sau đó thì các bác đậy vào nó rất là khít luôn, đấy, đây, đậy vào này, sau đó thì các bác lắp cái máy này vào này, đấy, con này thì nó sẽ là hàng sử dụng điện 220V, 1800W nhá, 1800W và nó sẽ có cho các bác là bốn lưỡi như này, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 con Osaka này là bao nhiêu nhỉ? 145.000 nhá. Lên cho em là máy xay Osaka. Giá sẽ là 145k cho con máy xay Osaka như này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm thông minh nhá. Các bác lên cho em là hộp tăm thông minh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là bao tiền cái hộp tăm này nhỉ? 15.000 cho một cái hộp tăm như này nhá. Lên cho em là hộp tăm thông minh. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem nên mua đủ các món chỉ từ 200.000 trở lên thôi là bên em sẽ bao ship rồi. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần tháo cái lẫy này ra cho em này, sau đó thì bỏ tăm vào đây. Và khi mình ấn này thì cái này nó sẽ có cái trách nhiệm là đẩy cái tăm lên cho các bác. Nó rất là đẹp, tiện ích và dễ sử dụng đấy. Và nó rất là gọn nhá, màu sắc cũng rất là trang nhã và đẹp. Các bác cứ nhấp này thôi, nhấp này là cái tăm nó sẽ đẩy lên cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là hộp tăm thông minh. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k cho một chiếc như này. 15k cho một cái hộp tăm thông minh này thôi nhá. Để các bác về mình sử dụng trong gia đình nhà mình. Rất là tiện và hợp lý. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là hộp tăm thông minh. Hộp tăm thông minh này. Hộp tăm thông minh giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc hộp tăm thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái van xả nước nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là van một đầu và một mẫu là van hai đầu. Đây. Con này thì van một đầu này, van xả một đầu. Giá sẽ là 55.000 một chiếc nhá. Đây, 55.000 cho một chiếc van xả một đầu như này. Đó. Con này sẽ là 55k nhá. Lên cho em là van xả một đầu, hàng bằng inox 304. Đó, không bắt nam châm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Van xả một đầu giá sẽ là 55k nhá, 55k một chiếc này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác cái van xả hai đầu này. Con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đó, van xả một đầu, van xả hai đầu. Đó. Hoặc là vòi xả một đầu, vòi xả hai đầu cũng vậy thôi. Đó, nó sẽ có hai đường nước như này.
chất liệu của nó bằng inox 304 nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Đó, giá rất hợp lý cho bác nhá. Thì các bác có nhu cầu mua thì có thể liên hệ. Đó, đơn hàng thì các bác cứ cân nhắc từ 200.000 trở lên bên em cho bao ship. Tất cả đều có gen xoáy này hết nhá. Đấy, cái này các bác này, có gen xoáy như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có gen xoáy hết, rất tiện ích các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc là xoáy ra để các kết nối với các cái đầu dây khác cũng rất là ok. Và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Van xả hai đầu là 75.000 và con van xả một đầu này thì giá của nó chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một chiếc các bác nhá. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, các bác có thể mua để sử dụng. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút bụi ống nhá. Có lên theo là hút bụi ống. Có kèm cho các bác là cáp sạc này và một con hút bụi như này. Đầy đủ các cái nguồn dây để kết nối luôn. Và con này thì chạy cực kỳ là khỏe các bạn. Đây, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy các bác xem một con điện thoại nặng 2 lạng nha, mà nó còn hút được các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đây. Đấy, con điện thoại này của em thì nó phải nặng khoảng 2 lạng rưỡi nhá. Rất là nặng luôn mà nó hút rất là ngon thôi đây. Đấy. Hút cực kỳ là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là các cái đầu kết nối rồi đầu vòi hút các thứ đầy đủ các bác này. Đấy. Rồi có cho các bác là cáp để các bác cắm vào cái sạc máy tính hoặc củ sạc điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260k bao ship đến tận nhà. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, công suất của nó là 120W nhá, 120W. Lên mã giúp cho em đó là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống này. Đó. Hút bụi ống này. Hút bụi ống, giá sẽ là 260k, 260.000 cho con hút bụi ống như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp. Thì con này của bên em về thì nó chỉ có cho các bác là sen và dây thôi, không có giá đỡ nhá, không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là 100.000 cho con sen quạt tăng áp như này. 100k nhá. Con này thì giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy, ở đây thì có cái lõi lọc than hoạt tính nhá, lõi lọc than hoạt tính này. Về nhà các bác xoáy kết nối vào cho em và nó có cái lõi lọc như này rất là tiện. Dùng thì cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đó. Có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, và không có giá đỡ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp này, sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k. Đấy. Không có giá đỡ nhá, không có giá đỡ. Đó. Cái này thì không có giá đỡ đâu các nhá. Đấy, về nhà các bác tự mua cái giá đỡ hoặc là nhà có sẵn thì các bác dùng. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bình ga mini nhá. Đấy, à bếp ga mini, có lên cho em là bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100k trong con bếp ga mini này thôi. Giá siêu hoạt rẻ luôn, các bác có thể dùng là đi du lịch, đi chơi, đi phượt. Rồi các bác dùng để mình ở nhà phòng trọ các thứ hoặc là nhà ăn lẩu, ăn nước cũng được. Hết, đều được hết, giá rất hợp lý. Các bác về thì mở cho em cái chân này ra này. Đấy, mở cái chân này ra, chân này của nó thì cực kỳ là vững chãi luôn. Đó, tiếp theo thì mở cái miệng này ra. Đây. Đấy, nó sẽ là như này. Con này đặt của nó rất là chắc các bác nhá. Rất là chắc chắn luôn, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và chắc chắn. Và cái phần kết nối ga này đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết cho nên là cực kỳ an toàn. Đó, và có hệ thống đánh lửa tự động, đánh lửa tự động rồi. Thì các bác chỉ việc là lắp bình ga mini và là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Quá là hạt rẻ luôn các bạn. Đấy. Thì con bình ga mini, bếp ga mini này các bác nên mua để mình bỏ trên xe này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi làm, hoặc là học sinh sinh viên. Học sinh sinh viên các bác ở phòng trọ mà chưa có điều kiện để mua các cái bếp ga to thì các bác có thể sơ cua dùng tạm con này cũng rất là ok. Lên cho em đó là bếp ga mini, giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia tẩu thuốc nhá. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con tẩu thuốc như này thôi. Đó, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu đồng nhá. Màu vàng, màu đồng thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, hoặc là các bác lấy màu nào thì các bác nhắc trước cho bên em. Đó, nó sẽ có hai màu là màu vàng và màu đồng. Đây nó sẽ là màu đồng này. Chất liệu của nó thì cái đầu tẩu thuốc này nó sẽ là bằng hợp kim, còn cái này thì nó có thể là bằng một cái chất liệu nhựa gì đó các bác nhá. Nhưng mà nó rất là đẹp và chắc chắn. Đó, và có hai màu đây, có màu vàng và màu đồng như này, màu vàng và màu đồng như này. Thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá này, hoặc là mình để trưng bày cũng rất là đẹp, hoặc là làm gọi là trang trí decor. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 80.000 thì các bác về mình có thể mình dùng tùy theo, hoặc các bác mình đi đi làm mà cần hút thuốc lào nó cũng rất là tiện. Cái này dùng để hút thuốc lào cũng được, nó rất là tiện luôn. Đó, lên cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 80k. Đó, tẩu thuốc.
giá sẽ là 80k cho một cái bộ thầu thuốc như này. Có hai màu, màu vàng và màu đồng nhá. Đây, màu vàng và màu đồng, các bác lấy muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, nó sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn luôn. Đấy, màu vàng và màu đồng như này nhá, màu vàng và màu đồng. Thì các bác muốn lấy cái màu nào cũng được thôi. Đó, thì lấy màu nào thì các bác lên đúng màu cho em, còn không thì các bác cứ bảo cho tôi cái tàu thuốc thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Đây, đấy, màu vàng và màu đồng như này. Đó, rất đẹp các bạn. Đấy, rất đẹp luôn, hoa văn, hoa lá cành rất là đẹp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage. Các bác lên cho em là massage 3D nhá, massage 3D. Đó. Thì con này nó dùng bằng tay thôi chứ không phải dùng bằng máy đâu nhá, dùng bằng tay thôi. Massage 3D bằng tay này, giá chỉ có 50.000 thôi. Đây các bác dùng để mình massage như này. Đấy, kéo như này các bác xem cái bắp thịt nó luân chuyển này. Đấy thì dùng để các bác massage rất là tốt luôn. Đấy, các bác bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai kháy, đau bắp tay, bắp chân, các bác dùng để massage cho em đây. Đấy, đây. Cổ, vai, gáy rồi nói chung là đầy đủ các vị trí này. Đấy, ngực này, đó. Lên cho em là massage 3D nhá, massage 3D. Giá sẽ là 50k, bằng 50k cho một con massage 3D như này thôi. Giá chỉ có 50.000 một chiếc thôi nhá. Giá rất hợp lý luôn các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm tuốt dây nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kìm tuốt dây nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy các bác về xả thêm cái lẫy này ra này. Đấy. Sau đó thì mình sử dụng. Nó sẽ có lò xo đẩy ở bên trong luôn, rất là tiện nhá. Các bác cứ bóp là nó sẽ vào thôi. Con này thì chức năng là tuốt dây bấm cốt này, rồi các bác có thể tách cái dây điện ra làm đôi ở bên này và tách ra làm tư ở bên này nhá. Đấy, rồi luồn dây rồi bấm cốt này. Cốt của nó sẽ là từ 0.8 đến 3.2 mm này các bác nhá. Hàng này thì của nó sẽ là một cái dòng hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Hàng của Nhật xuất Mỹ, cho nên là các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Hàng chất lượng cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn. Chuyên dùng để tuốt dây điện, con này rất là thích. Đấy, các bác nên mua. Con này thì rất là thích luôn. Hàng của Mỹ các bác này. Đấy, USA nhá. USA này. Hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Giá thì chỉ có bác cho các bác là 95k thôi, 95k. Lên cho em là kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây, con này thì chuyên để tuốt dây thôi. Kìm tuốt dây, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Đấy, bình tông. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Và có một cái bao da như này để các bác đựng này. Đấy, đeo đi đi học, đi làm, đi du lịch hoặc anh em đi nhậu nhẹt cũng rất là ok nhá. Bình tông 2 lít như này. Bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, hàng của Nga các bạn này. Đấy, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng trong một cái bao da như này, giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác có thể đựng nước, đựng rượu rồi đựng linh tinh được hết nhá. Đó thì mang điều đồ nhậu đồ nhức, nắp xiếc của nó là đều là hàng liền hết. Khi các bác sử dụng thì không lo bị mất nắp nhá. Đây, nó sẽ có cái quai như này các bác này. Hàng thì bằng inox 304, nắp có do. Các bác mang nước đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, có quai đeo như này rất là tiện, đi nhậu đi nhức, anh em đi nhậu thì cực kỳ là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Giá sẽ là 130.000 một chiếc thôi. Đấy. 130k trong chiếc bình tông như này. Đấy, lên cho em là bình tông nhá, bình tông. Giá của nó sẽ là 130k cho một con bình tông. Dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá, 2 lít. Đó. Dung tích của nó là 2 lít cho một con bình tông như này. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng ủng để các bác dùng để mình sử dụng khi mà trời mưa này. Đấy. Thì các bác đi vào và qua cái đôi giày của mình luôn. Đấy, giày dép các thứ là các bác đi vừa hết, tại vì nó là cái cỡ to chuyên sản xuất để bảo vệ cho giày dép. Thì ví dụ như là giày mưa thì các bác đi trên xe máy này hoặc đi ô tô này, thì các bác đi qua những cái chỗ lội thì các bác sử dụng con này cho em. Dùng xong thì mình lại cất đi cho em, nó rất là tiện, bỏ vào trong cốp xe. Đấy, ví dụ anh em đi ô xe máy mà giày mưa mà muốn bảo vệ những cái đôi giày của mình nó khỏi bị mưa bị ướt thì các bác đi cái này vào cho em, sau đó thì mình mặc quần áo mưa và nó sẽ chùm qua bên ngoài nha, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là ủng đi mưa. Đó, con này bao nhiêu nhỉ? Ủng đi mưa bao nhiêu nhỉ? Ủng đi mưa giá 100.000 nhá. Đấy, 100k. Đó, trước là 120.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 100k cho con ủng đi mưa như này. Đó. Rồi. Chắp má vớ bản nữa. Ui ngon, đế cao su là thích rồi, không lo chân trượt, đã thế còn bền bỉ, cân mọi cung đường, sỏi đá ma, tông xa thùng rách. Phần ống được làm từ nhựa PVC chống nước, sờ còn dày hơn áo mưa của tôi. Độ bền cực cao, giật thoải mái mà không hề xinh nhẹ. Cũng dễ, mở, xỏ, kéo khóa và đóng khuy thế là xong. Kín như bưng từ bàn chân đến bắp chân. Đấy là tôi cao, còn mấy bạn lùn lùn có mà đến đầu gối. Test độ chống nước, tất nhiên là trong phần bảo vệ của ủng. Nếu các bạn test sâu hơn thì ý quy các bạn cao quá, tôi không độ được. Nhún nhảy thoải mái đấy.
Rồi, ra xem nhá. Ui giời, giày vẫn khô cong này. Uy tín. À, tôi biết vì sao cái ủng này dày rồi. Vì nó là ủng hai lớp. Nó còn một lớp nữa ở sau khóa kéo này, tránh thấm nước qua khóa. Chất liệu vải bạt đi mưa rất dễ vệ sinh. Đi bẩn về tạt nước tí là sạch. Sạch phòng. Đã thế còn mềm dẻo, rất dễ gấp gọn. Tôi gấp thêm phát nữa. Nhét được cả vào túi này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái pin 18650 nhá. Pin 16850. Chất liệu của nó là pin Li-ion các bạn này. Đấy, pin 18650, 6800 mAh, pin Li-ion 3.7V. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin như này. Pin của nó là pin hãng nhá. Đấy, Ultra Fira các bạn này, Fira. Đó. Pin cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 30k cho một con pin như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá. 30k trên một viên. Đó. Pin 18650 này. Đó. Lên cho em là pin này. Pin 18650, giá sẽ là 30k một viên nhá. 30k trên một viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái túi nam nhá. Túi nam thì đây nó sẽ là một con túi như này. Con này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi làm, đi du lịch, cái thứ cũng rất là ok. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, một con túi như này các bác này. Đấy. Đi học, đi làm, đi du lịch. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Chất liệu của nó sẽ là hàng vải chống nước nhá, vải chống nước cho các bác luôn. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy, quai đeo, quai sách đàng hoàng các bác này. Đấy, có quai đeo như này. Dây các bác có thể tăng giảm này. Và khi cho hàng vào thì nó sẽ là rộng khoảng 10cm như này nhá. Đấy, cái bề rộng của nó rất là lớn. Và nó sẽ có một ngăn ở đằng trước này. Đấy, một ngăn nhỏ đằng trước, tiếp theo một ngăn nữa là hai ngăn này. Và bên trong thì là một ngăn to, thêm một ngăn phụ nữa này. Đấy, và một ngăn ở đằng sau này nữa này. Đấy, một ngăn đằng sau này nữa. Hàng chống nước nhá. Đấy, vải chống nước cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi như này. Hàng rất chất lượng và giá thì lại khá là hợp lý để cho các bác có thể mua để sử dụng, hoặc là mua đi học, đi làm, hoặc là làm quà cũng khá là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam nhá. Túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một chiếc túi nam như này. Đó. Lên cho em là túi nam này. Túi nam, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k thì cái mã túi nam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái găng tay làm vườn nhá. Lên cho em là găng tay lao động. Găng tay lao động đây. Đấy, thì con này nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một bịch như này là 12 đôi là 70.000, còn mua lẻ thì bán từ 5 đôi trở lên nhá, 5 đôi là 40.000. Đó. Khi các bác đeo vào thì cực kỳ là ôm tay luôn. Có các hạt cao su chống trơn trượt. Hàng của nó sẽ là hàng dệt 4D nhá. Hàng dệt 4D cực kỳ là êm, thoáng mát, ôm tay và rất là vừa vặn luôn. Tay to tay nhỏ đều vừa hết, tại vì cái độ co giãn của nó là co giãn 4 chiều luôn. Dệt 4D co giãn 4 chiều. Đấy. Ôm tay lắm. Các bác dùng thì rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là bên em sẽ bán theo theo túi nhá. Một túi của nó là 12 đôi thì sẽ là 70k. 12 đôi là bằng 70k nhá. Đấy, còn lấy từ 5 đôi thì sẽ là 40.000. Đó, 5 đôi là 40k. Đó. 5 đôi là 40.000. Còn lấy 12 đôi giá chỉ có 70.000 thôi. Lấy càng nhiều giá càng tốt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia bạt để các bác phủ máy giặt nhá. Đấy, phủ máy giặt. Lên cho em là phủ máy giặt, giá sẽ là 50k. Đó. Phủ máy giặt này. Phủ máy giặt giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một chiếc bạt phủ máy giặt như này. Con này thì rất là tiện ích. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên cái máy giặt nhà mình là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều được hết, hàng chống nước cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt của mình là xong. Đấy. Cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều chơi được hết nhá. Rất là tiện ích, đẹp và sạch sẽ, chống trầy xước, chống nước và vừa làm đề co trang trí. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Đấy, cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều được hết luôn. Rất là đẹp các bạn. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho cái bạt phủ máy giặt như này thôi. Rồi ok.